Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 116. Cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, cùng kỳ đắc y nói, có chủ nhân là cường giả thật tốt. Ngô Bình không để ý tới nó, anh hỏi đường Tử Di, anh không ngờ lại đi liền 3 năm nay mọi chuyện vẫn tốt chứ. Đường Tử Di khẽ thở dài, không tốt lắm. Ngô Bình cau mày, có chuyện gì vậy? Đường Tử Di, không lâu sau khi anh rời đi, nước Long đã có những thay đổi lớn. Người dân của 2/3 lãnh thổ đất nước đã nổi dậy. Nửa năm sau, một quốc gia mới được thành lập ở những nơi này, được gọi là Thần Triều Đại Uy. Hoàng đế là một thần vương, các đại thần bên dưới cũng đa số là thần tộc. Trải qua 2 năm đối đầu, nước Long bây giờ chỉ bằng 1/10 lúc đầu, sau đó rút lui về phía đông bắc, đã không còn đáng ngại. Ngô Bình, 2 năm qua, Thần Triều Đại Uy có gây bất lợi cho nước ta không? Đường Tử Di, may mắn là chúng ta có trang bị tốt và có cao thủ chấn giữ. Sau khi Thần Triều Đại Uy thực hiện 3 cuộc tấn công thăm dò, họ đã từ bỏ và tập trung tấn công nước Long và thôn tính các quốc gia nhỏ xung quanh. Ngô Bình, Thần Triều Đại Uy này chắc chắn do thần tộc lập ra để kiểm soát đại lục Côn Luân. Đường Tử Di, so với loạn bên ngoài, nội loạn còn nghiêm trọng hơn, mấy năm nay anh không xuất hiện, người trong đế quốc dao động, đồn đãi khắp nơi, có nơi thậm chí còn nổi loạn. Tuy rằng họ đã bị trấn áp, nhưng nhiều người dân vô tội đã chết và bị thương, một số đại thần trong triều cũng nhân cơ hội kiểm soát triều chính và chia bè kết phái. Cha mặc dù là nhiếp chính, nhưng dù sao ông cũng không phải là hoàng đế, các đại thần thì giả nhân giả nghĩa. Ngô Bình, loại đại thần đó thì em hoàn toàn có thể ra mặt trấn áp. Đường Tử Di, lúc đầu em cũng có ý tưởng này, nhưng sau đó em cảm thấy rằng tốt hơn là nhân cơ hội để họ xuất hiện, để chúng ta có thể thấy rõ người nào đáng tin cậy. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Vậy anh tạm thời không xuất hiện, anh muốn xem những đại thần này có thể định làm gì. Đường Tử Di, cha có một thân tu vi, nhưng đã tức giận đến mức không muốn lên triều, trong thời gian này em là người lên triều để nghe triều chính. Sáng mai nếu anh bí mật quan sát, anh sẽ biết những đại thần này có những chiêu gì. Ngô Bình, ô, những đại thần này chẳng lẽ dám bất kính với em sao? Đường Tử Di, nếu không phải em là đạo quân, e là bọn họ cũng chẳng thèm kính sợ. Ngô Bình tức giận nói, những đại thần này hoàn toàn không có lòng trung thành. Đường Tử Di, em vừa định nói cho anh biết, 3 năm qua trong các đại thần, có người tiến bộ vượt bậc, có người đột phá trở thành chân tiên, thậm chí là đạo quân, còn có một số ít đã có tu vi đại đạo quân. Ngô Bình, dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả những chuyện này. Đường Tử Di, Huyền Bình, anh đừng lộ diện vội, có lẽ có thể tra ra kẻ đứng sau những chuyện này, nếu không tra ra được kẻ chủ mưu, đế quốc thiên võ khó có thể yên ổn. Ngô Bình, xem ra dự đoán trước đó của anh là chính xác. Anh đã sắp xếp trước và để lại một nhóm cao thủ. Nếu không, nhóm người này e là đã làm phản từ lâu. Đường Tử Di, đúng vậy, họ đang không ngừng thăm dò giới hạn của chúng ta. Ví dụ như ngày mai, họ sẽ lên triều bàn luận về hoàng hậu là em đây. Một số đại thần cho rằng em thân là hoàng hậu, không thể lên triều bàn luận chính sự. Ngô Bình, ô, bọn họ muốn thế nào? Đường Tử Di, nhóm đại thần đó muốn làm đại thần nhiếp chính, thay thế vị trí của hoàng đế. Ngô Bình cười lạnh, dã tâm không nhỏ chút nào. Đường Tử Di, ông nội cũng dùng rất nhiều kế sách, nhưng những đại thần này rất mưu mô, giải quyết từng việc một. Hai, bây giờ em cũng không thể làm gì được họ. Ngô Bình, anh đã trở lại rồi, những việc này không thành vấn đề, anh nhất định sẽ giải quyết. Đường Tử Di, nhân tiện anh hãy đi thăm Như Tuyết, cô ấy đã sinh một công chúa nhỏ xinh đẹp. Khi anh không ở đây, ông nội đã đặt tên cho cô bé là Lý Minh Châu. Ngô Bình, được, anh lập tức đi. Đào Như Tuyết có một cung điện riêng, trong 3 năm nay cô ấy tu luyện hàng ngày, lại có thêm thần cơ cửu biến của cổ thần cơ, cô ấy bây giờ cũng đã trở thành đạo quân. Lúc này, cô ấy đang cầm một cuốn sách và dạy một bé gái xinh xắn đáng yêu đọc sách. Cô bé có giọng nói tròn vành rõ chữ, mềm mại ngọt ngào. Ngô Bình nhẹ nhàng đi tới, đám thị nữ thấy thế đều sửng sốt. Đứng yên tại chỗ không dám phát ra tiếng,
vội vã quỳ xuống. Anh đi tới gần, Đào Như Tuyết hơi nghiêng đầu, sau đó sững người, Huyền Bình. Cô bé ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, lập tức vui mừng nhảy lên, Phụ Hoàng. Hóa ra Đào Như Tuyết đã cho cô bé xem rất nhiều ảnh của Ngô Bình khi cô bé còn nhỏ, vì vậy cô bé đã nhận ra Ngô Bình là bố của mình ngay. Ngô Bình bế cô bé lên, hôn một cái thật mạnh, Châu Nhi, xin lỗi con, khi con chào đời, bố lại không ở bên. Lý Minh Châu cười nói, không sao đâu Phụ Hoàng, bên cạnh con có rất nhiều người thân. Anh chỉ rất yêu con, mỗi ngày đều đưa con đi chơi. Đào Như Tuyết cũng dựa vào lòng anh, cười nói, Châu Nhi, tạm thời không học nữa, con có thể ra vườn hoa chơi một lúc. Mắt Lý Minh Châu sáng lên, tốt quá, bố, mẹ, con đi chơi đây. Cô bé rất lễ phép, khẽ cúi đầu rồi quay người chạy đi. Đào Như Tuyết, Huyền Bình, 3 năm nay anh ở nơi nào? Chúng em đều rất lo lắng. Ngô Bình cười nói, anh phải trải qua đại kiếp thánh nhân, về nhanh như thế này đã là rất tốt rồi. Đào Như Tuyết, anh không sao là tốt. 3 năm không gặp, Đào Như Tuyết có rất nhiều chuyện muốn nói, phần lớn Ngô Bình chỉ im lặng nghe cô ấy nói. Sau đó họ cùng đi gặp bố mẹ. Lúc Ngô Bình gặp Lý Vân Đậu, ông ấy mới dáng vẻ của người 40 tuổi mà khuôn mặt đầy u sầu. Nhưng khi ông ấy nhìn thấy cháu trai, vẻ u sầu biến mất, ông ấy liền đứng dậy cười nói, tiểu Ngô Bình, cháu về lúc nào vậy? Ngô Bình cười nói, ông nội cháu vừa về. Lý Vân Đậu nói, về là tốt rồi, cháu về thì tất cả đều có thể giải quyết. Ngô Bình, cháu thấy vừa nãy ông nội rất sầu não, đã có chuyện gì sao? Lý Vân Đậu thở dài, chuyện trong triều ấy mà. Giờ các đại thần đã tạo thành một nhóm, họ nắm giữ triều chính, các quan cấp dưới cũng đã trở thành tay sai của họ. Ông từng dùng rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng hiệu quả rất nhỏ, vì dù là ông hay Đường Tử Di cũng không có sức uy hiếp với họ. Ngô Bình gật đầu, ông ơi, chuyện nhỏ mà thôi, cháu có thể giải quyết. Lý Vân Đậu cười nói, được, 3 năm cháu không về nhà, người nhà đều rất lo lắng, mau gọi họ tới, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Mọi người cùng ăn cơm, vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Ngô Bình ngồi trong vườn hoa với các con. Mấy đứa trẻ lớn hơn rất nhiều, Đỉnh Nhi đã thành dáng vẻ 7-8 tuổi, Khả Nhi cũng càng xinh đẹp hơn. Thủy Sinh là đứa giỏi võ nhất trong mấy đứa trẻ. Mãi đến đêm khuya, mấy đứa trẻ mới đi ngủ. Ngô Bình ngồi bên hồ, anh nhắm mặt lại cảm nhận sự bất đồng giữa thế giới này với thế giới trước đó khi là người hòa hợp, một âm một dương, thế giới nào cũng có sự huyền diệu của riêng nó. Anh quan sát động thiên của mình, trước đó trở thành người hòa hợp cấp cuối, sức mạnh đan dược đã mở rộng động thiên của anh gấp mấy trăm lần, rộng đến mức vô biên. Anh lẩm bẩm, đã đến lúc mở thánh đường rồi. Ngay sau đó, thần niệm của anh đến vùng đất Thái Sơ, ý niệm to lớn hòa thành một thể với ý niệm của vô số người, cộng thêm sức mạnh động thiên, thoáng cái anh đã mở ra một thế giới khổng lồ, đó chính là thánh đường. Từ nay về sau động thiên của Ngô Bình chính là thánh đường chính là động thiên của anh. Thánh đường có thuộc tính của cả hai thế giới, âm dương hợp nhất, là một thời không vô cùng đặc biệt. Người tu hành ở đây sẽ có thực lực vượt xa tu sĩ ở thế giới khác. Sau đó Ngô Bình dùng một ý niệm tạo nên một thế giới, dùng sức mạnh tối cao để tạo ra núi sông đất đai, hoa cỏ rừng rậm trong thánh đường, xây cung điện nhà cửa. Một bức tranh đẹp đẽ vô ngần từ từ mở ra, vạn dặm giang sơn hùng vĩ tráng lệ, đẹp không gì tả nổi. Xây thánh đường không chỉ ngày một ngày hai, sau khi anh thành công mở thánh đường liền mở mắt ra. Lúc này trời đã sắp sáng, buổi chiều sớm cũng sắp bắt đầu. Hôm nay Đường Tử Di vẫn lên triều, Ngô Bình biến thành một người hầu đứng cạnh cô ấy, anh muốn xem những đại thần này định làm khó hoàng hậu như thế nào. Phiên triều bắt đầu, các quan văn võ lần lượt lên triều, một người lớn tiếng nói, lên triều. Một đại thần đứng hàng quan văn đầu tiên bước ra, Ngô Bình nhận ra người này là một trong 3 quyền thần trong triều, ông ta họ Hoàng, tên là Kế Diệu, ông ta được gọi là Hoàng tướng. Hoàng Kế Diệu chắp tay lên đầu, cung kính nói thần, Hoàng Kế Diệu có chuyện muốn bẩm. Đường Tử Di là đại đạo quân nên có uy nghiêm của mình, cô ấy lạnh nhạt nói. Hoàng Kế Diệu đưa thẻ tấu ra, Ngô Bình đi tới cầm lấy thẻ tấu,
chỉ liếc nhìn thôi mà anh đã tức điên lên. Trong thẻ tấu này có viết rằng hoàng đế đã không lên triều suốt 3 năm, tin đồn đang lan truyền khắp nơi rằng hoàng đế đã không còn nữa. Đế quốc Thiên Võ không chỉ thuộc về một gia tộc, để ổn định trật tự xã hội của đế quốc Thiên Võ, hoàng kế Diệu hy vọng rằng Đường Tử Di có thể lập một vị vua mới. Đối với ứng cử viên cho vua mới, ông ta đã chọn xong rồi, đó là một người đàn ông tên Lý Quần Anh. Điều thú vị là ông nội của Lý Quần Anh thuộc cùng một chi với Lý Vân Đầu. Ngô Bình nén giận trao thẻ tấu cho Đường Tử Di. Đường Tử Di sau khi nhìn thấy cũng không tức giận, dường như đã quen với hành động của những đại thần này. Cô ấy nói, hoàng tướng, hoàng đế vẫn còn đó, vì sao lại muốn lập vua mới? Hoàng kế Diệu, thưa hoàng hậu, nếu không lập vua mới, quốc gia sẽ loạn, trừ khi hoàng hậu có thể chứng minh hoàng đế bệ hạ còn sống, nếu không thì phải lập vua mới sớm nhất có thể. Đường Tử Di phủ quyết việc thành lập vua mới mà không tiếp tục đề cập đến vấn đề các ứng viên cho ngôi vua, nếu không cô ấy sẽ rơi vào cạm bẫy của bên kia. Cô ấy thản nhiên nói, ta đã nói rất nhiều lần, hoàng thượng đang bế quan tu luyện, không cần chứng minh. Hoàng kế Diệu đột nhiên quỳ trên mặt đất và lớn tiếng nói, hoàng hậu, nếu người không lập hoàng đế mới, đất nước này sẽ không còn là một quốc gia nữa. Binh lính ở biên giới bây giờ không biết phải trung thành với ai, họ cần một hoàng đế mới. Ngô Bình trầm giọng nói, hỗn xược, ngươi dám uy hiếp hoàng hậu sao? Hoàng kế Diệu liếc nhìn Ngô Bình, thấy là một khuôn mặt lạ lẫm thì sầm mặt xuống, nói, hoàng hậu còn chưa nói gì, một người hầu còn con như ngươi mà dám quát bổn tướng, thật to gan. Người đâu, kéo hắn ra ngoài chém đầu. Hoàng kế Diệu rất tàn nhẫn và kiêu ngạo. Ngô Bình vừa phản bác ông ra, ông ta đã ra lệnh giết người. Tuy nhiên, không một thị vệ nào trong triều cử động, 8 thị vệ đều do người của Ngô Bình kiểm soát, họ trung thành với Ngô Bình và Đường Tử Di. Hoàng kế Diệu thấy thị vệ không động đậy, ông ta cười lạnh, nói, nếu giờ không phải đang ở trên triều thì ngươi đã chết rồi. Ngô Bình đi tới bên cạnh ông ta và nói, Hoàng kế Diệu, ông thật kiêu ngạo. Có phải ông đã tạo dựng được thế lực gì rồi không? Hãy nói sự thật đi. Thánh nhân có thể biến lời tiên đoán thành sự thật, lời nói ẩn chứa pháp lực, huống hồ anh đã mở thánh đường, trong lời nói của anh có vô số sức mạnh tín ngưỡng. Hoàng kế Diệu nói, đúng vậy, con trai của tôi đã trở thành thần sứ, nhà họ Hoàng chúng tôi cũng đã gia nhập thần tộc, nếu không tôi làm sao dám vô lễ với Hoàng hậu. Vừa dứt lời, các đại thần đều chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng kế Diệu nói ra sự thật như vậy, ông ta có bị điên không? Hay ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trở mặt rồi? Nhưng mà bọn họ liền phát hiện ngay, Hoàng kế Diệu tỏ vẻ sợ hãi ngay lập tức, tại sao ông ta lại sợ hãi? Đường Tử Di biết rằng đây là thủ đoạn của Ngô Bình, cô ấy tức giận nói, Hoàng kế Diệu, ông đã đầu quân cho thần tộc, phản bội đế quốc. Theo luật Thiên Võ, giết cả nhà. Bất cứ ai có liên quan đến nhà Hị Hoàng sẽ bị điều tra và xử lý. Người đầu, đưa Hoàng kế Diệu vào thiên lao, thẩm vấn nghiêm ngặt, nhất định phải tìm ra tất cả các quan đại thần đã đầu quân cho thần tộc. Rõ. Thị vệ lập tức áp giải Hoàng kế Diệu đi, các đại thần khác nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Hoàng kế Diệu bị khống chế? Ngô Bình cao giọng hỏi, có việc thì tấu, không có việc gì thì bãi triều. Các đại thần đang rối hết cả não, chẳng ai bẩm gì, Ngô Bình liền tuyên bố bãi triều. Về đến nhà, Đường Tử Di cười nói, xem ra những đại thần này đã sợ chết khiếp, chắc là sợ Hoàng kế Diệu khai ra bọn họ. Ngô Bình, cho nên hôm nay nhất định sẽ có người cướp ngục. Đường Tử Di, chà, xem ra chúng ta phải cử cao thủ đến trấn giữ. Ngô Bình, đêm nay hãy để Hỷ Bảo và Hoàng Nhi trông chừng. Đã đến lúc chúng ta thể hiện thực lực của mình rồi. Anh ngay lập tức gọi Hỷ Bảo và Hỏa Hoàng Nhi. Trong 3 năm qua, cả Hỷ Bảo và Hỏa Hoàng Nhi đều có những tiến bộ đáng kinh ngạc. Hỷ Bảo đã có một bước đột phá lớn về cảnh giới, hơn nữa sự tiến triển của cậu ấy trong điện đường cực võ còn hơn cả Ngô Bình. Hỏa Hoàng Nhi thì đã tu luyện thiên cực kiếm kinh đến tầng 24, thức tỉnh một số phép thần thông bẩm sinh mạnh mẽ. Thực lực hiện tại của cô bé còn mạnh hơn Hỷ Bảo. Hỏa Hoàng Nhi cười nói, bố à, đêm nay sẽ rất thú vị đây. Ngô Bình, ừ, các con cứ ra tay đi,
không cần phải nương tay. Bất kể ai đến, hãy bắt sống kẻ đó ngay tại chỗ. Nếu không thể bắt sống, có thể giết kẻ đó. Thiên lao là nhà giam mà triều đình phụ trách quản lý, tội phạm nơi đây quản lý đều là những kẻ rất đặc thù. Thiên lao của đế quốc Thiên Võ nằm trên một ngọn núi phía tây thủ đô, cả ngọn núi chính là thiên lao. Nếu muốn cứu người khỏi thiên lao thì còn khó hơn lên trời, gần như là không thể. Mấy người Ngô Bình đến thiên lao, đi tới căn phòng đang giam giữ Hoàng Kế Diệu. Họ đổi quần áo của quản ngục, Ngô Bình biến thành một người đàn ông trung niên, Hỏa Hoàng Nhi biến thành một thiếu niên thanh tú. Lý Nguyên Tượng biến thành một người hơn 20 tuổi, trông rất ngốc nghếch. Hỏa Hoàng Nhi và Lý Nguyên Tượng đều đóng vai tay sai của Ngô Bình. Ngô Bình dạo quanh thế giới kia một vòng, lấy được rất nhiều đồ ăn ngon mà thế giới này không có. Anh để các món ăn lên bàn, thưởng thức cùng hai đứa trẻ. Đôi mắt đẹp của Hỏa Hoàng Nhi phát sáng, wow, nhiều đồ ăn ngon quá. Bố ơi, con chưa từng nhìn thấy những thứ này, bố mua ở đâu đấy? Ngô Bình, mấy thứ này có tiền cũng không mua được đâu, chúng đến từ một thế giới khác. Hỏa Hoàng Nhi nhìn anh chằm chằm, bố ơi, có phải bố đến một thế giới song song không? Ngô Bình hơi bất ngờ, Hoàng Nhi, con biết nơi đó sao? Hỏa Hoàng Nhi gật đầu, con cũng từng đến đó, nhưng không thu hoạch được nhiều như bố. Lúc đó có một kẻ muốn dùng thủ đoạn để hại chết con hết cách chỉ đành dùng pháp thuật cấm kỵ để đưa con của thế giới kia đến, sau đó dung hợp hai người làm một. Ngô Bình quan sát Hỏa Hoàng Nhi, đột nhiên nhớ ra vài chuyện, cười nói, hóa ra con cũng là người hòa hợp, nhưng con cũng thông minh đấy, biến hai người của hai bên trở nên yếu đi, như vậy dung hợp lại càng dễ dàng hơn. Hỏa Hoàng Nhi cười hì hì, bố ơi, bố giỏi thật, nhìn cái đã phát hiện bản chất rồi. Lý Nguyên Tượng chẳng hiểu gì, cậu ấy hỏi, Hoàng Nhi, vậy chị lớn hơn em rất nhiều tuổi đúng không? Hỏa Hoàng Nhi trợn mắt nhìn cậu ấy, người lớn nói chuyện thì trẻ con đừng xen vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Nguyên Tượng vò đầu, 3 năm nay cậu ấy bị Hỏa Hoàng Nhi bắt nạt rất nhiều, thế nên không dám phản bác lại. Ngô Bình, đối thủ kia của con có biết bây giờ con thế nào không? Hỏa Hoàng Nhi, chắc hắn cũng biết con chưa chết, cũng có thể cảm nhận được giờ con đã mạnh hơn. Nhưng hắn không tìm được con, vì con là người hòa hợp âm dương hợp nhất. Ngô Bình, người đó có tu vi gì? Hỏa Hoàng Nhi phất tay, không thể nói về hắn, hắn mà biết là dễ tìm ra con lắm. Bố ơi, con luyện thành Thiên Cực Kiếm Kinh là có thể giết hắn. Ngô Bình cười nói, được lắm, vậy bố sẽ giao Thiên Cực Kiếm Kinh cho con. Thiên Cực Kiếm Kinh là một công pháp cấp thiên và chỉ có một người có thể có được sức mạnh tối thượng của nó. Ngô Bình đã từ bỏ nó để Hỏa Hoàng Nhi có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Hỏa Hoàng Nhi cười nói, bố ơi, như thế có ảnh hưởng đến tu vi của bố không? Ngô Bình, giờ bố đang đi theo con đường của thánh nhân, học hay không học nó cũng không quan trọng. Hỏa Hoàng Nhi, vậy con không khách sáo với bố nữa nhé, thực ra con đã sớm biết. Đời này nếu con muốn mạnh hơn thì nhất định phải đi theo con đường kiếm đạo. Ngô Bình, lát nữa con hãy cho bố xem tầng 24 của Thiên Cực Kiếm Kinh lợi hại đến mức nào. Hỏa Hoàng Nhi cười hì hì, được. Sau khi ăn một lúc, một luồng thần niệm đột nhiên giáng xuống, Hỏa Hoàng Nhi liền biến mất. Ngô Bình ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy trên bầu trời xuất hiện một bóng người to lớn, ảo ảnh đó cao mấy vạn trượng. Dường như chỉ dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát thiên lao. Kẻ ra tay là một thần vương, có thể mời được cao thủ như vậy chứng tỏ Hoàng Kế Diệu rất quan trọng đối với bọn họ. Bàn tay to vươn về phía ngục giam, kẻ đó muốn trực tiếp dùng một chưởng đánh chết Hoàng Kế Diệu bên trong. Thần vương ra tay có biểu cảm rất lãnh đạm, hắn hoàn toàn không coi trọng chuyện này, bởi vì trong suy nghĩ hắn, đây chỉ là một cú vỗ mà thôi, quá dễ dàng. Tuy nhiên, một ngọn lửa bay lên từ nhà tù và biến thành một ánh kiếm đáng sợ. Ánh kiếm này không thể xem thường, nó đến từ 24 thời không có duy độ khác nhau, tương đương với 24 duy độ đồng thời có một vị cao thủ, nó tung nhát kiếm chí mạng về phía thần vương. Ánh kiếm vừa xuất hiện, thời gian như ngừng trôi, thần vương cảm thấy tư duy của mình không thể hoạt động, khi hắn hoàn hồn lại, ánh kiếm đã đánh tới. Ánh kiếm sắc bén đến mức nó ngay lập tức cắt đôi thần vương.
Nó mạnh đến mức ngay khi khuôn mặt của thần vương vừa lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn liền biến thành bột phấn và bay theo gió. Cùng lúc đó, bản thể của thần vương ở trên không trung bị ánh kiếm chém thành hai mảnh, chết ngay tại chỗ. Hỏa Hoàng Nhi một kiếm chém chết thần vương, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm chùm nho ăn. Lý Nguyên Tượng liên tục vỗ tay, Hoàng Nhi, chị thật lợi hại. Ngô Bình cười nói, được lắm, Hoàng Nhi đã lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình. Hỏa Hoàng Nhi mỉm cười và nói, bố ơi, bố có thấy không? Kiếm đạo của con được gọi là kiếm đạo thời duy, phóng sức mạnh của kiếm vào các chiều không gian khác nhau để điều khiển thời gian. Với kiếm đạo bây giờ của con, người có thực lực mạnh hơn con gấp 10 lần cũng chưa chắc đánh bại con được. Ngô Bình gật đầu nói, hỉ bảo, đến phiên con. Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một cường giả nhân tộc, tuổi còn rất trẻ nhưng khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy người này, Ngô Bình nói, đó là một cao thủ nhân tộc đến từ thiên ngoại. Hắn chắc chắn đã được thần tộc đào tạo, sức mạnh của hắn đã đạt đến cấp bậc đạo tổ. Lý Nguyên Tượng cười nói, bố, con đi gặp hắn. Lý Nguyên Tượng một bước đến trên không, không nói nhiều mà trực tiếp vung tay ra đấm. Cậu ấy sắp học xong võ công của điện đường cực võ, khi cậu ấy tung ra một quyền, tất cả sức mạnh trong vũ trụ dường như đều tập trung vào một quyền này. Người tới còn chưa kịp nói lời nào đã bị quyền của cậu ấy thổi bay, thời không sụp đổ, không biết rơi vào không gian nào, trong thời gian ngắn không thể trở về. Lý Nguyên Tượng hạ gục đối thủ bằng một quyền và trở về vị trí ban đầu. Hỏa Hoàng Nhi đá cậu ấy một cái, quyền gì vậy chứ, không giết được người thì cũng vô dụng. Lý Nguyên Tượng rất xấu hổ, Hoàng Nhi, quyền pháp của em không lợi hại bằng kiếm pháp của chị, nhưng nếu em đấm hắn thêm hai lần nữa, em chắc chắn sẽ giết được hắn. Ngô Bình, thực ra cũng không tệ, quyền pháp của Hỷ Bảo tên là thời không sát quyền, nhìn như không hề giết người. Thực ra lại là mở ra áp chế của thời không, chân áp đối thủ vào đó, chậm rãi nghiền nát kẻ đó cho đến chết. Trong vòng 3 năm kẻ này đừng hòng ra ngoài, mà cho dù có ra được thì cũng bị tàn phế. Lý Nguyên Tượng vội vàng gật đầu, đúng vậy. Hỏa Hoàng Nhi, chỉ có hai tên này thôi sao? Thật nhàm chán. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đừng xem thường thần tộc. Quả nhiên vào lúc này, trong không trung xuất hiện một khẩu pháo. Đường kính nòng pháo gần mấy vạn mét, nó nhắm thẳng vào thiên lao. Chỗ nòng pháo có những đốm sáng mang hơi thở chết chóc hội tụ, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy khẩu thần pháo này, Hỏa Hoàng Nhi kinh hãi, bố ơi, e là con không đỡ được cái này. Lý Nguyên Tượng lập tức nói, bố ơi, để con, bố và Hoàng Nhi đi trước đi. Hỏa Hoàng Nhi tỏ vẻ chán ghét, ngu xuẩn, nếu như bố không giải quyết được cái thứ này. Bố đã đưa chúng ta đi lâu rồi. Lý Nguyên Tượng nhìn sang thì quả nhiên Ngô Bình không có biểu cảm gì cả, anh chỉ tay vào không trung, một phù văn cá âm dương xuất hiện trên bầu trời phía trên thiên lao, cực kỳ thần bí. Ngô Bình đã hiểu được ý nghĩa âm dương, và có được sức mạnh của hai thế giới, khả năng kiểm soát âm dương của anh không hề thua kém tất cả những kẻ tồn tại trên thế giới này. Những gì anh đang sử dụng bây giờ là một công pháp tên là đảo ngược âm dương. Lúc này, chức năng của nó là dù lực lượng có mạnh đến đâu cũng sẽ bị phản kích lại. Bầu trời rung chuyển một lúc, ánh sáng màu đỏ tím được phóng ra từ họng pháo, định đánh nát toàn bộ thiên lao, thậm chí cả thủ đô thành mảnh vụn. Tuy nhiên, ánh sáng rơi vào con cá âm dương và biến mất. Đằng sau khẩu thần pháo có hơn chục bóng dáng thấp thoáng, có cả thần tộc, yêu tộc và nhân tộc. Ha ha! Có khẩu thần pháo này thì cho dù là đạo tôn cũng sẽ bị tiêu diệt, không ngờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí này sớm như vậy. Nhưng họ không biết ánh sáng chết chóc mà khẩu pháo bắn ra đã tiến vào một thế giới song song khác qua cá âm dương, sau khi hấp thu sức mạnh của thế giới đó thì lại xông ra, cả quá trình chỉ có mấy giây. Một luồng ánh sáng chết chóc đáng sợ hơn, huyền diệu hơn xông về phía đám cường giả đó. Họ kinh hãi. Vội nghĩ cách trốn thoát nhưng còn chưa kịp dùng thì ánh sáng đó đã khóa chặt tất cả, khóa hình định hồn. Không ai có thể thoát được. Không. Đám cường giả gào to, sau đó bị ánh sáng nhấn chìm. Ánh sáng biến mất, để lại một cái hố đen khổng lồ giữa bầu trời, bên trong không có gì cả. Những cao thủ đó, khẩu thần pháo đó toàn bộ đều đã hóa thành hư vô.
Ngay sau đó hình vẽ cá âm dương biến mất, Ngô Bình cầm ly rượu lên, lạnh nhạt nói, giờ đến lúc thẩm vấn Hoàng Kế Diệu rồi. Tối đó Hoàng Kế Diệu đã nói hết, khai sạch bè phái, cả việc mình bị mua chuộc thế nào, vạch kế sạch thế nào. Đêm khuya, tám thị vệ được điều đi tóm giả nửa quan văn võ trong triều. Họ đã biết hết chuyện xảy ra tối nay, thần vương của thần tộc đã chết, cường giả nhân tộc cũng đã chết, thậm chí cả vũ khí tối cao kia cũng đã bị hủy diệt. Phòng tuyến tâm lý của những người này cũng sụp đổ, chẳng cần tra hỏi gì nhiều đã khai sạch. Ngày hôm sau, đám người đó bị áp giải ra pháp trường chịu chém đầu. Dân chúng xem náo nhiệt nhìn mà hoa cả mắt, cơ thể cũng tê dại. Đám đại thần này đáng chết, dám phản bội đế quốc, cấu kết với thần tộc. Thần tộc là dị tộc, nếu chúng đến thì sao chúng ta sống yên ổn được? Tuy người dân không có trí tuệ cao nhưng vẫn hiểu được đạo lý đơn giản này, họ hiểu thần tộc mà đến thì họ không được sống bình yên. Trong mấy ngày nay, đế quốc thiên võ không biết đã giết bao nhiêu người, trong triều thiếu đi gần nửa vị trí. Hết cách, chỉ có thể vừa giảm nhân số vừa đề bạt nhân tài từ dưới lên. Nhưng việc này cũng không hề khó với Ngô Bình. Thánh đường của anh có thể cảm nhận được tất cả trạng thái tâm lý của tín đồ, biết người nào thông minh thích hợp làm quan. Anh liền hạ một mệnh lệnh chiêu mộ người từ Thánh Thiên Giáo, nhanh chóng sử dụng. Trong đầu những tín đồ được anh lựa chọn đồng loạt vang lên một âm thanh, thôi thúc họ chạy tới chính quyền địa phương nơi mình sống để điểm danh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có một lượng lớn huyết dịch tươi mới được bổ sung, xuất hiện nhiều đại thần tài đức. Sau một thời gian ngắn, cả đế quốc rộng lớn này nhanh chóng bắt đầu phát triển ổn định, dường như mọi chuyện xảy ra lúc trước không hề gây ảnh hưởng quá lớn đến nó. Các đại thần trong triều đã bị thay thế gần một nửa. Bây giờ bọn họ rất nghe lời, Đường Tử Di nói gì làm nấy. Thấy thế, Ngô Bình cũng không vội báo tin cho mọi người. Thực ra tin tức anh trở về đã có từ lâu. Khoảng thời gian này, anh quyết định ở nhà dạy mọi người tu hành, đồng thời dành thời gian luyện chế đan dược. Ở thế giới bên kia anh đã thu về được kha khá nguyên liệu luyện đan, cộng thêm một vài dược liệu ở bên này là có thể luyện chế được những viên đan dược thần kỳ. Lúc này, anh đi tới phòng luyện đan ở phía cuối, cũng là nơi dược tổ luyện đan trong giai đoạn đạo tổ. Một viên được luyện thành là chứng đạo đan, viên còn lại là hóa thánh đan. Viên chứng đạo kim đan này khác với viên đại la kim đan anh từng luyện chế. Nó có thể giúp người ta chứng được đại đạo, về sau tu luyện như nào vẫn phải dựa vào chính mình. Còn đại la kim đan chỉ phát huy tác dụng khi đã phát hiện ra đại đạo. Vậy nên khi phối hợp hai loại đan dược này với nhau sẽ mang lại hiệu quả tương đương với đạo quân đan phiên bản thấp hơn. Hóa thánh đan cũng là một loại đan dược trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới thánh, trở thành thánh nhân. Hai viên đan dược này đều mang tính chất hỗ trợ, tỷ lệ thành công cũng không phải là 100%. Tuy nhiên, chúng vẫn là những viên đan dược không hề tầm thường. Ngô Bình bắt tay vào luyện chế chứng đạo kim đan. Anh biết. Tuy trông bề ngoài các tu sĩ của khuyên giới có vẻ hùng mạnh, nhưng một khi thế giới biến chuyển, bọn họ đều sẽ trở thành kẻ yếu. Anh muốn cố gắng chuẩn bị nhiều hơn, bồi dưỡng nhiều cao thủ hơn trước khi ngày đó đến. Bởi vì anh dùng dược liệu của cả hai thế giới nên chứng đạo kim đan do anh luyện chế còn mạnh hơn cả dự tính của dược tổ, còn có thêm nhiều tác dụng thần kỳ khác. Lò đầu tiên chỉ đạt nhất phẩm, lò thứ hai đã là đế phẩm, lò thứ ba ra đan dược cấp truyền kỳ. Lò thứ tư đạt tới cấp bất tử. Ngô Bình luyện chế ra được đan dược cấp bất tử cũng không thể không kể tới công lao của dược liệu mà anh hái được từ thế giới bên kia. Ba ngày sau, anh liên tục luyện ra bốn lò đan dược. Anh bán đấu giá viên chứng đạo kim đan nhất phẩm trên mạng tiên. Vô số người điên cuồng tranh giành, mức giá còn cao hơn cả lần đấu giá đại la kim đan trước đó rất nhiều. Sau khi anh luyện xong đan dược, tình hình của đế quốc thiên võ cũng ổn định hơn. Ngô Bình quyết định đi tìm Mỹ Ngọc. Bây giờ anh đã trở thành người hòa hợp cuối cùng, thực lực tăng lên rất nhiều, đủ để giải cứu cô ấy. Lần trước khi người phụ nữ mặc trang phục của Hoàng Cung đưa Mỹ Ngọc đi, anh đã bắt được khí tức của bà ta. Nhưng mới đuổi được nửa đường, anh phát hiện bà ta đã ra khỏi phạm vi của khuyên giới. Khi đó anh chưa đủ khả năng chạy ra ngoài đuổi giết đối phương. Nhưng giờ đây nó không còn là vấn đề nữa. Anh giơ tay ra cảm nhận luồng khí tức vẫn tồn tại đến tận bây giờ.
Ngay sau đó, một tia độn quang phá vỡ sự trói buộc của khuyên giới, đưa anh đến một thế giới rộng lớn hơn. Ngô Bình bay lơ lửng giữa vũ trụ bao la không thấy điểm cuối. Trật tự đại đạo hoàn chỉnh không hề gây sức ép cho anh, ngược lại còn khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đối với anh, khuyên giới như một không gian nhỏ hẹp bí bách, khiến anh không muốn ở lại. Anh lần theo đạo khí tức kia, càng bay càng xa cho đến khi nhìn thấy một vùng sáng lờ mờ. Anh tới gần, trông thấy một khu vực rộng lớn, bên trong là vô số hành tinh và hành tinh. Chúng đều đang di chuyển xung quanh một thế giới khổng lồ. Thế giới ấy còn lớn hơn cả thế giới của Đại Lục Côn Luân, tất nhiên cũng phức tạp hơn nhiều. Anh vội vàng đáp xuống thế giới ấy, vượt qua tầng tầng lớp lớp thời không để đặt chân xuống một vùng đất hoang sơ. Linh khí ở đây cực kỳ dồi dào, chứa nhiều sức mạnh duy độ cao cấp. Trọng lực ở đây mạnh hơn Đại Lục Hồng Hoang gấp nhiều lần. Nếu không nhờ có thực lực mạnh mẽ, sợ là anh khó có thể thích ứng nổi. Đến đây, luồng khí tức kia đã biến mất, anh không thể đuổi theo được nữa. Xem ra Mỹ Ngọc ở thế giới này chắc rồi, nhưng đây là nơi nào? Đúng lúc này, tiếng vung roi từ phía xa truyền tới. Ngô Bình bay qua đỉnh núi, thấy một đám người đang lúi húi đào quặng giữa thung lũng. Trẻ nhất khoảng 12-13 tuổi, già nhất cũng có người tóc bạc trắng, tất cả đều đang làm việc vất vả. Bên cạnh là một nhóm quái vật mình người đầu ếch, thỉnh thoảng quất roi lên những người thợ mỏ để thúc giục họ làm nhanh lên. Ngô Bình nghe một lúc thì nắm được kha khá ngôn ngữ ở đây. Anh giả vờ ho khan một tiếng, một tên quái vật lập tức quay lại nhìn lên đỉnh núi, lớn tiếng quát tháo có kẻ chạy trốn, mau bắt lại. Hai tên đầu ếch khác nhanh chóng lao về phía anh, tuy bọn chúng có vẻ ngoài xấu xí nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã nhảy vọt tới trước mặt anh. Danh con to gan dám bỏ chạy. Một tên cất giọng nói, chưa kịp nói hết câu đã bị anh đấm ngã rúi rụi, lăn ra đất ngất xỉu. Tên còn lại giật nảy mình, chưa kịp phản ứng đã bị anh bóp cổ đè xuống. Anh bắt đầu tra hỏi, mày là ai? Tên đầu ếch hoảng hồn vội vàng đe dọa, danh con thả tao ra, nếu không mày sẽ chết rất thảm. Ngô Bình tát một cái thật mạnh, thành thật khai báo, nếu không tao đấm vỡ đầu mày. Bấy giờ tên đầu ếch kia mới biết sợ, bèn đáp. Đây là đấu hư thần vực. Anh nhíu mày, đấu hư thần vực, là chỗ quái nào, nơi thần tộc sinh sống sao? Tên đầu ếch nói, đấu hư thần vực là một trong 8 thần vực lớn. Thần vực là nơi để thần tộc mới sinh đến sinh sống. Tất nhiên, phần lớn thần tộc sinh sống ở đây cũng thống trị nơi này. Ngô Bình hỏi, đấu hư thần vực là do thần tộc mở ra sao? Tên đầu ếch đáp phải. Thần tộc mở ra 8 thần vực lớn từ đầu kỷ nguyên này. Anh lại hỏi tiếp, mày là yêu sao? Tên đầu ếch phân bua, tao không phải yêu, tao là bán thần. Anh tỏ vẻ ghét bỏ, có bán thần nào xấu xí như mày sao? Tên đầu ếch đáp, tổ tiên của tao từng có một thần tộc nên con cháu đời sau cũng mang dòng máu của thần. Ngô Bình tò mò hỏi, vậy là bất kỳ tu sĩ nào cũng có khả năng trở thành thần tộc sao? Tên đầu ếch giải thích, không sai. Chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn của thần tộc là có thể trở thành thần tộc mới. Ngô Bình lại dò hỏi, mấy người thợ mỏ kia đều là nhân tộc. Chắc là ở đây cũng có không ít nhân tộc phải không? Tên đầu ếch nói, đúng vậy. Số người nhiều nhất sống ở thần vực chính là nhân tộc, nhưng phần lớn bọn họ đều là nô lệ. Tất nhiên cũng có những nhân tộc lợi hại, nhưng ít lắm. Có điều các thần mới sinh ra ở đấu hư thần vực hàng năm cũng có 60% là đến từ nhân tộc chúng mày. Ngô Bình khá bất ngờ, phần lớn thần tộc mới đến từ nhân tộc sao? Tên đầu ếch trả lời, dù sao thiên phú của nhân tộc cũng cao hơn các sinh vật khác, số lượng cũng đông đảo hơn. Ngô Bình hỏi, các thợ mỏ này đều là nô lệ của chúng mày à? Tên đầu ếch đáp phải, cả tộc của tao có hơn 30.000 nô lệ như vậy. Ở đây chỉ có một phần nhỏ thôi. Vậy mày có biết ở đây có bán thần tu tiên nào không? Tên đầu ếch hỏi ngược lại, ý mày là thần tiên hả? Ngô Bình nhìn chằm chằm đối phương, bọn họ được gọi là thần tiên sao? Tên đầu ếch thật thà đáp, đúng rồi. Thần tiên là tồn tại mạnh mẽ nhất ở đấu hư thần vực. Các gia tộc lớn đều có thần tiên tọa trấn. Lúc này anh chợt nhớ tới ghi chép về tiên chủng.
Kỳ thật trong tiên đạo không hề có giai đoạn thần tiên, đời sau mới thêm vào. Có lẽ chuyện này liên quan tới thần tộc ở thần vực. Anh lại hỏi, mày có biết người phụ nữ này không? Anh vừa dứt lời, không gian trước mặt hai người trở nên vặn vẹo, tạo thành hình dáng của người phụ nữ mặc đồ hoàng cung kia. Tên đầu ếch lắc đầu đáp, cao thủ ở thần vực nhiều lắm, tao chỉ là một tên bán thần tép siêu, không biết được nhiều. Ngô Bình thả tay ra, tao không giết mày. Sau này đối xử với thợ mỏ tốt một chút, mấy ngày nữa tao lại tới. Nếu còn để tao phát hiện mày bắt nạt bọn họ thì tao sẽ đánh chết mày. Mặt của tên đầu ếch hỉu xìu, nhưng gã ta không dám phản bác, đành phải gật đầu lia lịa. Ngô Bình dò hỏi, tao muốn tìm người này thì đến đâu dễ tìm. Tên đầu ếch nói, cách đây chừng 1900 dặm có một thành phố tên là Thành Bạch Mã. Thành chủ là một vị thần tiên, ở đó có nhiều cao thủ lắm, biết đâu có người nhận ra người này. Trước khi rời đi, Ngô Bình có nhìn qua mấy người thợ mỏ. Anh vốn định ra tay cứu giúp, nhưng lại nghĩ mình vừa đến chưa có chỗ đứng, ra tay tùy tiện còn hại bọn họ bị vạ lây. Vì vậy, anh từ bỏ ý định, đến Thành Bạch Mã trước. Anh vừa xuống núi đã thấy một con đường lớn thẳng tắp. Từng chiếc xe ngựa hối hả chạy qua, bụi bay mù mịt. Anh khẽ nhảy lên một chiếc xe ngựa, người đánh xe giật mình nhìn anh, xe của tôi không cho người ngồi miễn phí đâu. Anh bật cười đáp, tôi đi đường mệt mỏi, xin ngồi đây nghỉ một lát. Không thì để tôi lái xe hộ anh. Người lái xe không tin, ngựa của tôi là giống bộ vân câu ở Tây Bắc, rất khó thuần. Người ngoài không điều khiển được nó đâu. Ngô Bình chỉ nói, cứ để tôi thử một lần, nói rồi anh đoạt lấy dây cương nhẹ nhàng lắc một cái. Con ngựa lập tức co giò phi nước đại, vừa nhanh vừa vững, tựa như tâm trạng hiện giờ của anh. Ngô Bình là thánh nhân, ngựa dám không nghe lời sao. Bây giờ anh có bảo chúng đi nhảy nhót cũng không thành vấn đề. Người lái xe không khỏi kinh ngạc, được đấy. Anh học đánh xe từ ai vậy? Ngô Bình đáp, tôi từng học thuật khống chế. Người lái xe gật đầu nói, tôi cũng mệt rồi. Con đường tiếp theo để anh đánh xe đi. Dứt lời, gã ta nói với người ngồi trong xe, khách hàng cứ yên tâm, trình độ đánh xe của người này còn giỏi hơn tôi. Bên trong vọng ra một tiếng ử lý nhí, sau đó liền im bặt. Ngô Bình lại hỏi, đằng trước là Thành Bạch Mã sao? Người đánh xe đáp, đúng rồi, hình như anh không biết Thành Bạch Mã, từ nơi khác đến à? Anh nói, đừng nhắc tới nữa, tôi đi đường tắt lại bị cướp sạch, giờ không còn gì cả. Không thì đã không phải ngồi nhờ xe anh. Người đánh xe không khỏi thấy thương hại, anh sợ ý quá, phải chọn đường to mà đi chứ. Đi đường nhỏ chả bị cướp thì sao? Ngô Bình giả bộ buồn bực, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi chưa đến Thành Bạch Mã bao giờ, anh có thể kể cho tôi nghe về tình hình trong thành được không? Người đánh xe cười bảo, được thôi, dù sao có anh đánh xe, tôi cũng không có gì phải làm. Theo lời người đánh xe kể, ban đầu Thành Bạch Mã chỉ là một trạm nghỉ chân, tên là trạm Bạch Mã. Về sau có người phát hiện ra mỏ vàng tiên và mỏ đá thần ở gần đó. Dần ra nơi đây phát triển phồn vinh, tạo nên Thành Bạch Mã ngày nay. Trong thành có hơn chục triệu dân cư sinh sống, buôn bán phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt có không ít khách buôn đến đây để mua đá thần và vàng tiên. Thành chủ tên là Phạm Trường An, thực lực cấp thần tiên. Ông ta có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Phạm Thuần Như. Ngô Bình thăm dò, anh này, thần tiên có bao nhiêu cảnh giới vậy? Chắc là bọn họ lợi hại lắm đúng không? Người đánh xe bật cười, xem ra anh không biết gì thật. Tất nhiên là thần tiên rất lợi hại rồi. Chẳng hạn như thành chủ của Thành Bạch Mã, chỉ là một vị thần tiên nhưng không hề thua kém địa vị của thần tộc chính tông. Hơn nữa, thần tiên đều mang trong mình hai thân phận cao quý. Vừa là thần tộc vừa là thần tiên. Giống như Phạm Thành Chủ là thần vương đấy. Người đánh xe kể tiếp, còn về cảnh giới của thần tiên thì ai ai cũng biết có 12 cảnh giới nhỏ, 4 cảnh giới lớn. Ngô Bình tò mò hỏi, Phạm Thành Chủ đang ở cảnh giới nào? Người đánh xe nói, nghe đồn Phạm Thành Chủ đang ở cảnh giới nhỏ thứ 5, tức là cảnh giới lớn thứ 2. Thần tiên đạt được cảnh giới này được gọi là thần tiên vương. Anh đoán thử, vậy cảnh giới lớn thứ 3 sẽ gọi là thần tiên hoàng sao? Người đánh xe đáp,
không phải, gọi là tiên hoàng. Anh giật mình hỏi, tiên hoàng, không lẽ ở cảnh giới này thì không còn liên quan đến dòng máu thần tộc nữa sao? Người đánh xe không hiểu nhiều như vậy, không biết phải trả lời thế nào. Bấy giờ, người khách ngồi trong xe ngựa bỗng lên tiếng, không sai, khi đạt đến cảnh giới lớn thứ ba của thần tiên thì sẽ thoát khỏi trói buộc của thần tộc. Ngô Bình vẫn hỏi tiếp, thế còn cảnh giới lớn thứ tư thì sao? Người sau lưng anh thản nhiên đáp, đạt tới cảnh giới này được gọi là Thủy Tiên. Thủy Tiên, nghĩa là gì? Người kia nói, nghĩa là bắt đầu từ đây mới là tiên thật sự. Ngô Bình giật mình nói, mạnh như vậy mà mới là sự khởi đầu của tiên thôi sao? Người kia đáp, tiên tộc từng rất hùng mạnh. Sau khi dừng lại một lát, người kia lại nói tiếp, tuy cậu vẫn luôn đặt câu hỏi nhưng luôn hỏi đúng trọng tâm, có lẽ cậu cũng không phải người thường. Cậu có thể vào đây không? Ngô Bình không hề khách sáo, lập tức vén rèm che lên. Bên trong là một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ. Cô gái kia thấy anh vào lập tức cúi đầu, có vẻ như rất sợ gặp người lạ. Xe ngựa rất rộng rãi, có thể chứa được 6 người. Ngô Bình đi vào cũng không trở nên chật chội. Anh chắp tay nói với người đàn ông trung niên, làm phiền chú rồi. Người kia gật đầu cười đáp, cậu tên gì vậy? Ngô Bình nói, cháu họ Ngô, tên là Ngô Bình. Người kia cũng tự giới thiệu, tôi là thương nhân đến thành Bạch Mã buôn bán, tên là Tống Tử Sơn. Ngô Bình lễ phép trả lời, chào chú Tống. Tống Tử Sơn cười hỏi, cậu đến thành Bạch Mã có chuyện gì sao? Anh nói, đi nương nhờ họ hàng. Tống Tử Sơn lại hỏi, tôi thấy cậu không giống người bình thường, không biết đã tu hành chưa? Anh đáp, cháu chỉ mới biết vài thủ đoạn thô thiển, không được coi là tu hành. Tống Tử Sơn gật đầu dặn dò, nếu cậu không tìm thấy người cần tìm thì có thể đến Tống Phủ tìm tôi. Cậu cứ đọc tên tôi ra, ai ở thành Bạch Mã cũng biết tôi ở đâu. Anh vui vẻ nói, cảm ơn chú Tống, cháu nhớ rồi. Ngô Bình trò chuyện với Tống Tử Sơn suốt cả chuyến đi, qua đó cũng hiểu thêm về thế giới này, về thành Bạch Mã. Đấu hư thần vực là một thế giới cực kỳ rộng lớn, Bạch Mã thành chỉ như một hạt cát nhỏ bé trong đó. Điều thú vị chính là kể cả thần tộc cũng chưa thể hoàn toàn thống trị nơi đây. Bởi vì khi đấu hư thần vực mới mở ra đã có vài cao thủ xâm chiếm một số khu vực. Những nơi các cao thủ này chiếm đóng được gọi là vùng cấm, đến cả cao thủ thần tộc cũng không dám tùy tiện xông vào. Toàn bộ những kẻ không biết sống chết xông vào nơi đó đều một đi không trở lại. Cuối cùng chiếc xe ngựa cũng đã đi vào địa phận thành Bạch Mã. Bởi vì Tống Tử Sơn cũng có chút tiếng tăm nên lính gác cổng cho đi qua luôn mà không cần kiểm tra. Xe đi trên đường lớn. Ngô Bình mắt tròn mắt dẹt nhìn xung quanh. Trước mặt anh là vô số tòa nhà cao tầng cứ như khi còn ở địa cầu. Trên không trung là những chiếc kiệu bay xinh đẹp có tốc độ cực nhanh. Không chỉ ở dưới mặt đất mà bên trên thành cũng có một vài vườn hoa hoặc cung điện bay lơ lửng giữa bầu trời. Từng đoàn người tu hành và kiệu bay nối tiếp nhau đi vào những chỗ đó. Khi đặt chân vào thành Bạch Mã, Ngô Bình có ảo giác như đang trở về thời đại của địa cầu. Tống Tử Sơn cười hỏi, cậu thấy nơi này thế nào? Anh đáp, tốt đấy chứ. Chú Tống, cháu muốn tìm một vị thần tiên bằng một bức vẽ có được không? Tống Tử Sơn nói, nếu chỉ có tranh vẽ thì khó đấy. Cho dù là thần tiên có thực lực khá mạnh thì tôi cũng không quen nổi. Nhưng nếu biết được tên người ta thì dễ nghe ngóng hơn. Ngô Bình giải thích, cháu không biết tên người này, chỉ biết là một nữ tu, thực lực tương đương đại đạo quân. Tức là ở giữa đại thần và thần vương. Tống Tử Sơn hết cách nói, vậy thì chỉ có thể dò hỏi từ từ thôi. Sau khi đi thêm một đoạn, Ngô Bình cáo từ Tống Tử Sơn rồi xuống xe. Anh nhìn theo bóng xe ngựa ngày một xa dần, quyết định đi dạo tìm chỗ ở trước. Muốn lăn lộn ở đấu hư thần vực thì không thể không có tiền. Bước đầu tiên anh muốn kiếm được tiền dùng trong thần vực. Tống Tử Sơn đã nói tiền tệ thông dụng ở thần vực khác với bên ngoài. Ở đây không có tiền bùa mà dùng thần tệ, bao gồm tiền tệ bình thường, đại thần tệ, thần vương tệ và thần đế đan. Thần đế đan là đan dược, cũng là một loại tiền tệ. Một viên thần đế đan có thể đổi sang 1.500 đồng thần vương tệ. Một đồng thần vương tệ lại đổi được 10.000 thần tệ.
Tất nhiên người bình thường không thể dùng tới thần tệ, bọn họ chỉ dùng tiền vàng, tinh tệ. Chẳng hạn ở thành Bạch Mã, một đồng tiền vàng có thể mua 10 cái bánh bao thịt, giá trị không cao lắm. Một đồng lam tinh tệ có thể đổi sang 100 đồng tiền vàng. Một đồng hoàng tinh tệ đổi được 25 đồng lam tinh tệ. Một đồng tử tinh tệ lại đổi được 36 đồng lam tinh tệ. Mà một đồng thần tệ có thể đổi được 50 đồng tử tinh tệ. Nói cách khác, một đồng thần tệ có thể đổi được 4 triệu 500 nghìn đồng tiền vàng, hoặc là 45 nghìn đồng lam tinh tệ. Kỳ thực còn có một loại tiền tệ thông dụng khác, đó chính là đan dược. Ngô Bình tìm tới một nhà thuốc xem thử, phát hiện đan dược được bày bán ở đây rất tầm thường, chất lượng không tốt lắm. Anh lấy ra một chiếc hồ lô đựng âm dương bổ hồn đan đã luyện chế từ trước, tổng cộng có 25 viên, tất cả đều là đan dược phương phẩm. Ông chủ thấy anh đi vào thì cười hỏi, cậu muốn mua đan dược gì? Ngô Bình hỏi ngược lại, chỗ các ông có âm dương bổ hồn đan không? Ông chủ tức tốc tìm kiếm trong danh sách đan dược bên cạnh, nhanh chóng tìm thấy âm dương bổ hồn đan, loại đan dược này có tác dụng tăng cường thần hồn, ổn định âm dương. Nhưng hiện giờ cửa hàng của tôi không có, nếu cậu cần thì tôi có thể nhập hàng vào. Anh đáp, âm dương bổ hồn đan vương phẩm thì bán bao nhiêu thần tệ? Ông chủ ngẫm nghĩ một hồi, giá nhập vào loại đan dược này không dưới 5.000 thần tệ, bèn bảo ít nhất là 12.000. Ngô Bình bật cười, 12.000 hả? Hơi đắt rồi. Ông chủ nghiêm mặt nói, cậu muốn đan dược vương phẩm, loại này không dễ tìm đâu. Ngô Bình lấy hồ lô ra, không dám giấu ông, tôi có một ít âm dương bổ hồn đan vương phẩm. Nếu ông cần thì tôi có thể cung cấp. Ông chủ sửng sốt, đổ một viên ra kiểm tra kỹ càng. Ông ta là người trong nghề, nhìn qua là biết viên đan dược này không tầm thường, cậu lấy đâu ra số đan dược này? Anh hỏi ngược lại, xuất xứ không quan trọng, quan trọng là ông chủ có hứng thú với nó không? Ông chủ im lặng một hồi rồi cười nói, tôi có thể mua lại, nhưng giá chỉ có 4.000 thần tệ. Ngô Bình đáp, 4.000 cũng được, nhưng ông phải mua hết chỗ này. Ông chủ bật cười, tất nhiên, đan dược tốt như vậy cơ mà, cậu có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Cuối cùng anh bán hết 25 viên đan dược, thu vào túi 100.000 thần tệ. Sau khi có tiền, anh đi tới khách sạn hạng sang gần đó. Nơi đây có những khu nhà riêng biệt, yên tĩnh, mỗi đêm nghỉ lại phải mất tới 50 thần tệ. Tất nhiên, chất lượng phục vụ cũng rất tốt, có người dọn dẹp và chạy vặt phục vụ riêng cho anh. Đồ ăn cũng toàn mua từ nhà hàng sát vạch, hương vị khá ngon. Vì không tìm thấy người phụ nữ kia nên anh quyết định bói một quẻ tìm phương hướng trước. Ý nghĩa bát quái giúp thuật bói toán của anh giỏi hơn trước nhiều. Thân phận người hòa hợp cũng khiến năng lực bói toán của anh tăng lên gấp trăm lần. Anh lấy mấy đồng tiền tự ném xuống mặt đất, trong không trung lập tức hiện ra ảo ảnh 7 tầng. Anh quan sát hồi lâu rồi lẩm bẩm, lạ thật, trên này lại bảo Mỹ Ngọc không ở đây. Nơi cô ấy ở có người có thực lực cao hơn mình, vậy ở đâu đây? Lẽ ra anh phải tính được vị trí của Mỹ Ngọc, thế nhưng do sự tồn tại của cao thủ siêu cấp kia nên anh không thể tính ra cụ thể. Mạnh hơn cả mình là thần đế, tiên hoàng sao? Anh không nghĩ nhiều nữa, quyết định tu luyện Đoạt Thiên Kinh. Đây là bản ban đầu, tổng cộng có 9 tầng, thế nhưng lại có người tu luyện đến tầng thứ 10. Anh đoán là người đó tu luyện xong tầng thứ 9 thì lột xác thêm lần cuối cùng. Nếu anh tu luyện được tầng thứ 9 thì có lẽ cũng sẽ lột xác thêm lần nữa. Anh đã tu luyện xong 3 tầng đầu của Đoạt Thiên Kinh, bây giờ bắt đầu tu luyện đến tầng thứ 4. Thân phận người hòa hợp cuối cùng giúp tốc độ tu luyện Đoạt Thiên Kinh của anh tăng lên rất nhiều. Trời còn chưa sáng anh đã đạt tới tầng thứ 6. Khí tức xung quanh anh lại càng thêm nồng đậm. Nhưng nếu anh giấu sức mạnh đi thì người ngoài sẽ không nhìn ra được. Tầng thứ 4 của Đoạt Thiên Kinh giúp nâng cao tiềm lực. Tầng thứ 5 thu được sức mạnh phản phệ. Còn tầng thứ 6 thì có thể cướp đoạt vận khí của người khác. Phải biết rằng, cảnh giới Đoạt Thiên trong tiên đạo cũng chỉ có 6 tầng. Ngô Bình tu luyện được như vậy đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, đằng sau còn có 4 tầng khác lợi hại hơn. Trời sáng, anh đến tiệm cơm đối diện ăn sáng rồi đến một quán trà, gọi một ấm trà và chút đồ ăn vặt để nghe ngóng mọi người xung quanh bàn tán. Anh ngồi suốt cả buổi sáng cũng không nghe thấy tin tức mình cần,
nhưng lại nghe được khá nhiều chuyện thú vị của Thành Bạch Mã. Anh đang định đứng dậy rời đi thì thấy con gái của Tống Tử Sơn. Cô ấy mặc một bộ quần áo rất đơn giản, mộc mạc, đeo một chiếc khăn lụa che mặt, khiến cho nhiều người quen biết chưa chắc đã nhận ra. Anh thầm cảm thấy quái lạ, không biết cô nàng này muốn đi đâu. Cô ấy đi vào một tòa nhà, khẽ gõ cửa một cái. Cửa mở ra, một chàng trai trẻ thấy cô ấy thì vui mừng nói, em đến rồi. Cô chủ nhà họ Tống nhẹ nhàng gật đầu, được người kia dẫn vào trong. Ngô Bình trốn ở đầu tường, người khác không nhìn thấy nhưng anh lại có thể thấy rõ mồn một mọi chuyện trong tòa nhà đó. Anh thấy cô chủ nhà họ Tống tháo khăn lụa xuống cười nói, Chu Lang, đây là lần đầu tiên em làm trái lời bố chạy ra ngoài gặp anh đấy. Người kia cười đáp, trước kia chúng ta chỉ liên lạc qua thư từ, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt chính thức. Cô gái họ Tống mỉm cười, bố em thường nói bên ngoài có nhiều kẻ xấu, dặn em phải cẩn thận. Em thấy ông ấy lo lắng quá rồi, người như Chu Lang sao có thể là kẻ xấu được. Người đàn ông được gọi Chu Lang kia bỗng nở nụ cười quái dị, thực ra bố cô nói rất đúng, tôi chính là kẻ xấu. Đúng lúc này, mấy gã đàn ông cao lớn xông ra từ trong căn phòng phía sau người kia, trông bộ dạng hùng hổ không giống người tốt cho lắm. Cô gái hoảng sợ hét lên, anh. Chu Lang thản nhiên nói, tôi đã phải phí rất nhiều công sức, dòng dã 3 tháng trời mới dụ cô ra đây được. Nhưng mà tất cả đều đáng giá. Cô gái lấy lại bình tĩnh gặng hỏi, anh là ai? Chu Lang bật cười đáp, bọn tôi là người của trại Bạch Lang ở ngoài thành, hôm nay muốn bắt cô lên núi. Bố cô muốn cô còn sống quay về thì phải giao tiền cho chúng tôi. Cô gái khẽ thở dài, quả nhiên bố nói không sai, tại tôi sơ ý. Chu Lang cười phá lên, tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn phối hợp. Chúng tôi đều là người thô kệch, lỡ làm cô bị thương thì không còn xinh đẹp nữa đâu. Các người định bắt cóc Tống Tiền sao, chợt có giọng nói vọng lại từ đầu tường. Đám người kia giật nảy mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chàng trai trẻ đang ngồi sừng sững ở đó, miệng ngậm cọng cỏ đang nở nụ cười lạnh lùng nhìn bọn họ. Cô gái họ Tống thấy Ngô Bình xuất hiện, ngơ ngác thốt lên, anh Ngô. Ngô Bình nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh cô ấy, cô Tống, mặt mũi tên này như vậy mà cũng lừa được cô à? Cô gái họ Tống xấu hổ đỏ bừng mặt, thấp giọng phân bua, anh ta làm thơ rất hay nên tôi mới mắc lừa. Ngô Bình nói, làm thơ hả? Tôi không giỏi cái này. Chu Lang kia nổi giận quát tháo, danh con đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác. Anh vỗ vai Chu Lang một cái, anh ta không thể né tránh, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng bố xâm nhập vào cơ thể mình, hoảng loạn gào lên. Cứu mạng! Ngô Bình tra hỏi, mấy người bắt cóc Tống Tiền thế này, chắc là kiếm được không ít đâu nhỉ? Chu Lang đáp, không được nhiều lắm, dù sao cũng là công việc nguy hiểm dễ mất mạng. Anh lại hỏi tiếp, thế cả trại của các người có bao nhiêu tiền? Chu Lang thành thật khai báo, ít nhất cũng phải mấy triệu thần tệ. Ngô Bình hài lòng nói, tốt lắm, anh mau liên hệ cho trại chủ, bảo chuẩn bị 2 triệu thần tệ đến chùa các anh đi. Không có tiền thì tôi sẽ đánh chết các anh rồi làm mồi lửa thiêu sạch trại Bạch Lang gì đó của các anh. Mặt mũi Chu Lang trở nên trắng bệch, anh ta làm nghề bắt cóc, lần đầu tiên bị người ta bắt, sợ hãi nuốt nước bọt, với tính cách của trại chủ chắc chắn không có khả năng bỏ tiền chuộc mạng chúng tôi. Ngô Bình bình thản nói, à, vậy là các anh không có giá trị gì đúng không? Vậy thì chết đi, anh tung trưởng đập bẹp đầu người bên cạnh. Khiến đối phương chết ngay tại chỗ không kịp kêu lên một tiếng. Chu Lang khiếp vía vội vàng chứng minh, tôi có giá trị. Ngô Bình hỏi, vậy hả? Nói nghe xem nào. Chu Lang hít một hơi thật sâu, tôi biết trại Bạch Lang có một bảo vật. Chính nhờ có nó nên trại chủ mới có thể thoát chết nhiều lần, sống đến tận bây giờ. Ngô Bình gặng hỏi, bảo vật gì? Chu Lang dè dặt hỏi lại, anh có thể tha chết cho tôi không? Bốp! Ngô Bình cho anh ta ăn một cái bạt tai, lạnh giọng quát, giết hay không là chuyện của tôi, anh không có quyền quyết định. Bây giờ có thành ý thì cơ hội sống sót càng cao. Chu Lang rưng rưng nước mắt đáp, được được, tôi sẽ cố hết sức. Anh ta kể tiếp, bảo vật của trại chủ tên là sách sinh tử. Anh hiếu kỳ hỏi, đó là pháp khí sao?
Chu Lang nói, chỉ cần trại chủ viết tên một người lên, rồi vẽ hình và viết ngày sinh của người đó lên thì người đó sẽ phải chết. Ngược lại, người nào sắp chết mà viết tên mình lên đó thì có thể thoát nạn. Trại chủ nói đây là bảo vật quý giá, với thực lực của ông ta thì chỉ có thể sử dụng cho riêng mình. Bởi vậy ông ta chưa dám dùng nó để giết ai mà chỉ để tự cứu lấy mình. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên, không ngờ còn có vật như vậy. Anh nói với cô Tống, cô về trước đi, tôi phải đến trại Bạch Lang một chuyến. Cô ấy vội ngăn cản, anh đừng đi, nguy hiểm lắm. Hay là để tôi gọi bố tôi rồi phái thêm nhiều người đi với anh. Ngô Bình thầm nghĩ cô gái này là người tốt bụng, cười bảo, không sao, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng để tôi đặt vào mắt. Nói rồi anh đánh chết hết đám dâu ria còn lại, sau đó dẫn Chu Lang bay về phía Bạch Lang trại. Nơi này nằm ở phía tây nam của thành Bạch Mã, cách đó 3.900 dặm. Đấu hư thần vực có trọng lực rất lớn, người có thể phi hành ở đây đều có thực lực không tệ, nhưng không thể bay nhanh, cũng khó bay xa được. Phần lớn mọi người đều dùng kiệu bay hoặc xe ngựa để đi lại. Người có thể thoát cái bay xa mấy ngàn dặm như Ngô Bình là cực hiếm. Bình thường chỉ có cấp đại thần trở lên mới dám làm như vậy. Khi đặt chân đến trước cổng trại Bạch Lang, Chu Lang biết lần này mình xong đời rồi. Anh ta biết người dẫn mình đi ít nhất cũng phải đạt cấp thần vương, thầm nghĩ thật xui xẻo, chọc đúng kẻ mạnh như vậy. Bấy giờ trên đại điện của trại Bạch Lang, một đám người đang ăn uống chè chén no say. Đột nhiên Chu Lang và Ngô Bình đi vào. Có người hỏi Chu Lang, lão thất về sớm thế, cô gái nhà họ Tống đâu? Không bắt về hả? Chu Lang không dám hé răng nửa lời, lẳng lặng tránh ra mấy bước. Ngô Bình cười nói, xin chào mọi người, tôi là Ngô Bình. Hôm nay tôi đến để mượn mọi người mấy đồng tiêu vặt. Đám người ngơ ngác rồi cười phá lên. Đây là người đầu tiên dám ngang nhiên xông vào trại Bạch Lang của bọn họ. Danh con, mày bị lão thất lừa về hả? Có biết đây là đâu không? Ngô Bình thản nhiên đáp, biết, tên là trại Bạch Lang chứ gì? Các người chính là một đám thổ phỉ thích bắt cóc tống tiền. Lúc này bọn họ không cười nổi nữa. Tại sao người này biết mà còn dám tới? Một người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt anh. Hai cánh tay của gã ta ở trạng thái hóa đá, rõ ràng có thể chất khác với người bình thường. Gã ta hừ lạnh một tiếng, tung nắm đấm về phía anh. Sức lực của gã ta rất lớn, dù là thần tộc bình thường cũng không đỡ nổi. Ngô Bình giơ tay đỡ lấy rồi đẩy nhẹ một cái. Gã đàn ông cao lớn kia bị đánh bay ra xa mấy chục mét rồi rơi xuống. Sau khi chạm đất, gã ta vẫn không ngừng rơi tự do xuống lòng đất. 10 mét, 30 mét, 100 mét, cho đến tận mấy nghìn mét, gã ta mới ngừng rơi. Anh chỉ mới đẩy một cái đã khiến đối phương phải chịu áp lực khổng lồ. Khi áp lực ấy tan biến, đối phương cũng đã bị đè nát dưới lòng đất. Lúc này đám người mới bàng hoàng nhận ra, Ngô Bình không dễ chọc. Anh là một cao thủ tuyệt đỉnh. Anh nhìn lên người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất, cười hỏi, ông là trại chủ đúng không? Chu Lang nói ông có mấy triệu thần tệ hả? Người kia lạnh giọng đáp, cậu tưởng chỉ dựa vào chút thủ đoạn đó là có thể dương oai ở trại Bạch Lang này sao? Anh thản nhiên đáp, phải. Với chút bản lĩnh này của tôi muốn đánh các ông vẫn đủ xài. Ông ta vung tay ra lệnh, xông lên cho tao, bắt lấy nó. Chỉ trong thoáng chốc, đám người xung quanh nháo nhác lao lên. Nhưng Ngô Bình chẳng mảy may đến ý tới bọn họ. Cả người anh thoát ẩn thoát hiện, chớp mắt đã đứng bên cạnh trại chủ, còn tươi cười hỏi ông ta có phải ông định bỏ chạy không? Mặt trại chủ Bạch Lang tái nhợt, khí tức mà Ngô Bình phóng ra khiến hắn không có cả dũng khí phản kháng, lập tức quỳ rạp trên mặt đất nói, đại hiệp tha mạng. Ngô Bình, không phải ông có một cuốn sách sinh tử sao? Không biết hôm nay là ngày chết của mình à? Trại chủ Bạch Lang cười khổ, vậy nghĩa là hôm nay đại hiệp sẽ không giết tôi. Ngô Bình, sách sinh tử đâu? Trại chủ Bạch Lang ngoan ngoãn lấy một cuốn sách màu đen từ trong nhẫn chữ vật ra. Bên trên lưu truyền một tầng khí tức quỷ dị. Ngô Bình cũng không nhìn kỹ, trực tiếp thu lại mà hỏi, trại Bạch Lang còn bao nhiêu tiền? Đã tới đây rồi cũng nên kiếm một chút. Dù sao ở thần vực cũng phải xài.
Trại chủ Bạch Lang, trong tay tiểu nhân còn 5, 6 triệu thần tệ. Ngô Bình, chuẩn bị cho tôi 5 triệu, 5 triệu này có thể đổi lấy mạng của ông. Trại chủ Bạch Lang không dám nghĩ ngợi nhiều, thống khoái giao ra 5 triệu thần tệ. Ngô Bình liếc nhìn nói, được, thấy ông biết điều như vậy, nay tha ông một mạng. Có thời gian sẽ lại đến thăm. Nói xong, anh cầm kim tệ, xoay người rời đi. Đám người Bạch Lang ngơ ngác nhìn nhau, ông ta còn tới nữa sao? Trở lại thành Bạch Mã, Ngô Bình vừa mới mở cửa ra đã thấy Tống Tử Sơn với cô Chiêu họ Tống đang đợi mình trong sân. Anh hơi ngạc nhiên nhưng Tống Tử Sơn đã cúi người hành lễ, cậu Ngô, cảm ơn cậu ra tay nghĩa hiệp, nếu không hậu quả khó lường. Thì ra sau khi trở về, cô Tống đã kể lại mọi chuyện cho Tống Tử Sơn, Tống Tử Sơn mừng rỡ và cảm kích Ngô Bình nên sai người đi hỏi thăm tung tích của anh. Biết Ngô Bình đang ở nhà trọ thì lập tức dẫn con gái đến tận nơi cảm ơn. Ngô Bình cười nói, chú Tống, chúng ta đã tán gẫu rất nhiều trên đường đi, cũng xem như bằng hữu. Một chút việc nhỏ này không đáng nhắc đến. Tống Tử Sơn nói, cậu Ngô là người nghĩa hiệp, nhưng đại ân đại đức của cậu, Tống tôi không thể quên. Cậu Ngô, nhà trọ này quá đơn sơ, không bằng đến phủ tôi ở ăn uống, nói chung cũng thuận tiện hơn ở đây. Ngô Bình thấy ông ta thật lòng mời nên lúc này cũng không khách khí, mà cùng ông đi tới phủ. Tống Tử Sơn là một thương nhân có tiếng của thành Bạch Mã, tài sản phong phú nhưng tính cách khiêm tốn, quan hệ với thành chủ rất tốt. Những năm gần đây, cuộc sống vẫn luôn ổn định, buôn bán ngày càng tốt. Tiến vào Tống phủ, Ngô Bình mới nhìn ra chênh lệch giữa nhà trọ với bên này. Chỉ là một gian phòng khách mà sàn nhà đã làm bằng linh thạch, tranh treo cũng do cao thủ vẽ ra, có lợi cho chủ sở hữu. Hơn nữa, Ngô Bình cảm giác được bên trong Tống phủ có cao thủ ẩn núp. Lúc này, qua lời giới thiệu của Tống Tử Sơn, Ngô Bình mới biết cô Tống tên là Tống Tiểu Thiền. Tống Tử Sơn tiếp đãi nồng nhiệt còn mở tiệc cảm ơn. Sau khi uống ba chén thì bắt đầu hỏi về lai lịch của Ngô Bình, xem ra rất có hứng thú với anh. Ngô Bình chỉ nói anh ấy đến từ nông thôn, chưa va chạm với xã hội. Tống Tử Sơn cười nói, cậu Ngô, cậu đi đến trại Bạch Lang, chuyến này thuận lợi chứ? Ngô Bình, cháu nghe nói ở đó có thổ phỉ, cho nên tới dạy dỗ cho bọn họ một chút với xin ít tiền. Tống Tử Sơn cười nói, tiến vào hang thổ phỉ như trốn không người, xem ra thực lực của cậu vượt xa dự liệu của tôi. Ngô Bình, chú Tống quá khen, cháu chỉ biết chút võ phòng thân. Tống Tử Sơn, cậu khiêm tốn rồi. Tôi nhớ cậu muốn tìm một vị tiên nhân, chuyện này tôi đã hỏi qua, có thể bỏ tiền tìm người. Ngô Bình, có thể dùng tiền tìm người giúp. Tống Tử Sơn, lát nữa cậu để lại một bức chân dung. Chuyện này tôi sẽ thay cậu xử lý, cho đến khi tìm được người, cậu cứ tạm ở đây, có gì cần cứ nói, đừng khách khí. Ngô Bình nhìn ra được, Tống Tử Sơn là người có trí tuệ lại nhiệt tình, anh hỏi, chú Tống, cháu thấy trong thành có không ít bán thần. Chú Tống cũng là bán thần sao? Tống Tử Sơn cười nói, tôi không phải bán thần. Hồi nhỏ, tôi và cha mẹ đều là nô lệ trong mỏ. Sau này được quý nhân giúp đỡ mới trở thành bình dân. Trong tay có tiền liền mua một thân phận thần tộc. Ngô Bình kinh ngạc, còn có thể mua được thân phận thần tộc sao? Tống Tử Sơn, đương nhiên là được. Nếu muốn, có thể mua cả thân phận thần vương, chỉ là giá quá mắc, không đáng. Những quản sự của thần tộc đều rất tham lam, chỉ cần cậu đưa tiền, hầu như không việc gì là không làm được. Đương nhiên, đấu hư thần vực vốn là nơi thần tộc đề bạt thần tộc mới, cho nên số lượng hàng năm rất nhiều. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ cần phải lấy ra một số vị trí bán cho những người không đủ tiêu chuẩn nhưng muốn trở thành thần tộc hoặc bán thần. Ví dụ như ở thành Bạch Mã, 1/3 cư dân là bán thần, nhưng rất nhiều người trong số họ không có tư cách trở thành bán thần, thân phận đều là dùng tiền mua được. Ngô Bình, trở thành bán thần mới có một cuộc sống tốt sao? Tống Tử Sơn, đúng vậy, địa vị của nhân tộc ở thần vực không cao, nhưng lại đông đúc, cho nên thần tộc cũng không dám ức hiếp quá đáng. Cho tới nay, thần tộc đều hiểu việc, dùng người trị người. Giống như thành chủ Bạch Mã, nhờ thần tộc đề bạt, hắn mới có ngày hôm nay. Trong lòng hắn, thần tộc là chủ nhân cho nên phải tuyệt đối trung thành. Ngô Bình, ngoại trừ loại thân phận thần tộc mà chú Tống mua được,
người dùng thực lực giành lấy chắc cũng không ít, đúng không? Tống Tử Sơn, đó là đương nhiên, hơn nữa, họ mới là dòng chính. Những người này đều vô cùng mạnh, họ nhờ vào truyền thừa và tài nguyên thần tộc nên có thực lực siêu phàm. Thần vực bây giờ phải dựa vào thần tộc để duy trì trật tự, người ra sức nhiều nhất chính là những người hậu duệ thần tộc này. Ngô Bình, những vị tiên nhân kia đâu? Tại sao không trực tiếp trở thành thần tộc mà lại tu tiên sau khi trở thành bán thần? Tống Tử Sơn, chuyện này là do thần tộc trong một thời kỳ nhất định nào đó thi hành nhưng không ngờ số lượng thần tiên lại tăng nhanh như vậy. Bây giờ, ngoại trừ hậu duệ thần tộc, bọn họ là thế lực lớn nhất. So với lần trò chuyện trước, Tống Tử Sơn đã nói cho Ngô Bình rất nhiều chuyện mà anh không biết. Việc này giúp anh càng hiểu rõ đấu hư thần vực hơn. Sau khi ăn uống xong, Ngô Bình trở về phòng tu luyện, còn Tống Tử Sơn thì cầm bức họa mà anh đưa truyền ra ngoài, bắt đầu giúp Ngô Bình tìm tung tích của tiên nhân. Đêm đó, Ngô Bình quyết định đột phá cảnh giới đoạt thiên thứ 6. Cảnh giới này theo thứ tự là Vấn Thiên, Kính Thiên, Pháp Thiên, Khi Thiên, Lăng Thiên, Đoạt Thiên. Trên thực tế, chưa có ai thực sự tu luyện đến cảnh giới thứ 6 của Đoạt Thiên. Bởi ban đầu những người khác cũng không tu luyện Đoạt Thiên Kinh gốc như anh. Cảnh giới thứ 4 của Đoạt Thiên Khi Thiên, cái gọi là Khi Thiên chính là đánh lừa trời đất, ngụy trang hoặc mô phỏng trạng thái nào đó, có thể dùng thủ đoạn của Khi Thiên để thu được hiệu quả mong muốn bất cứ lúc nào. Ngô Bình mất 2 ngày mới chính thức đột phá cảnh giới này. Một khi đạt tới cảnh giới Khi Thiên, anh mới chân chính là thiên kiêu, con cưng của trời đất. Bởi anh có thể ngụy trang thành trạng thái được trời đất vũ trụ thiên vị bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cảnh giới Khi Thiên là một quá trình học tập không ngừng nghỉ, hiện tại Ngô Bình mới vừa nhập môn thôi. Cũng may, anh đã tu luyện được 6 tầng của Đoạt Thiên Kinh, nếu không, chắc chắn anh không thể đạt đến cảnh giới này. Hôm nay, anh đẩy cửa phòng ra, phát hiện một người sai vặt đứng bên ngoài. Thấy anh đi ra thì người này vội vàng nói, cậu Ngô, ông chủ chúng tôi cho mời. Ngô Bình hỏi, ông chủ nhà các ngươi tìm ta bao lâu rồi? Tên sai vặt, hôm qua ông ấy đã bảo tôi đợi ở đây rồi. Nhưng ông nói công tử có thể đang tu luyện, không cho tôi quấy rầy, chỉ được chờ thôi. Ngô Bình gật gật đầu rồi theo sai vặt đi đến phòng khách. Không bao lâu sau, Tống Tử Sơn đã đến rồi, ông ta cười nói, cậu Ngô, tôi đã tra ra người mà cậu muốn tìm rồi. Mắt Ngô Bình sáng lên, ồ, cô ta là ai? Tống Tử Sơn nói, người này tên là Hoàng Thiên Cầm, cô ta là con gái của gia chủ nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc lớn của thần vực đấu hư. Ngô Bình, ồ, con gái của chủ nhân nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng này là thế lực như thế nào? Tống Tử Sơn, 8 gia tộc lớn là 8 gia tộc mạnh nhất trong nhân tộc, bọn họ có được sự giúp đỡ của thần tộc, mỗi một tộc bá chủ một nơi, khống chế một khu vực lớn. Ngô Bình, nhà họ Hoàng cách đây xa không? Tống Tử Sơn, rất xa, phải thông qua trận vận chuyển để đi tới đó. Nhà họ Hoàng nằm ở Thiên Đãng Nguyên trong thần vực. Thiên Đãng Nguyên là một đồng bằng rộng lớn, sản vật phong phú, là một trong những nơi tập trung chủ yếu của nhân tộc. Nhà họ Hoàng là thế lực của nhân tộc di chuyển vào Thiên Đãng Nguyên sớm nhất, sau này thì người càng ngày càng nhiều, nhà họ Hoàng đương nhiên cũng trở thành người thống trị ở đó. Thế lực của Hoàng gia vô cùng lớn mạnh, từng sinh ra hơn 1000 vị thần tộc, đồng thời còn có lượng lớn tu sĩ thần tiên. Nói đến đây, ông ta nói với Ngô Bình, cậu Ngô, Hoàng Thiên Cầm này lại là một thần tiên, với lại thực lực rất phi phàm. Ngô Bình, chú Tống, có thể nghe ngóng được tình hình của Hoàng Thiên Cầm không? Tống Tử Sơn, rất khó nghe ngóng tình hình chi tiết của người này. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn chú Tống, hôm nay cháu phải đến Thiên Đãng Nguyên. Tống Tử Sơn vội vàng nói, cậu Ngô, tôi thấy không cần phải nóng lòng nhất thời. Mấy ngày nay, tôi đang muốn đến Thiên Đãng Nguyên một chuyến, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau. Ngô Bình, chú Tống đến đó buôn bán sao? Tống Tử Sơn nói, đúng vậy, Thiên Đãng Nguyên có rất nhiều hàng hóa, là những thứ bên ngoài không có, rất hấp dẫn, tôi chuẩn bị nhập một lô rồi đem đến đây bán. Ngô Bình vốn không đợi được nữa, quyết định lên đường đi ngay. Nhưng anh chợt nghĩ đến điều gì đó, trước đây Tống Tử Sơn rất ít khi đến Thiên Đãng Nguyên, lần này đột nhiên muốn đi cùng anh, vậy rất có khả năng là mượn thực lực của anh để đảm bảo an toàn cho bản thân mình.
Anh bèn hỏi, chú Tống, có phải Thiên Đãng Nguyên không an toàn không? Tống Tử Sơn gật gật đầu rồi nói, thật không dám giấu giếm, bên ngoài Thiên Đãng Nguyên có rất nhiều thổ phỉ man dợ, thực lực rất mạnh, tôi chẳng mấy khi muốn qua bên đó, nhưng nếu có công tử đi cùng thì tôi lại có chút tự tin. Ngô Bình nói, được, vậy chúng ta cùng nhau đi đến đó. Thời gian còn lại vẫn là tu luyện, Thái Nhất Hoàng Cực Kinh của anh đã tu luyện tới tầng 16, cảnh giới thần thông, hiện giờ cảnh giới thần thông đó đã toàn vẹn, tiếp theo sẽ tu luyện đến tầng 17 và 18. Tầng 13 đến tầng 18 của công pháp này thuộc cảnh giới thần hải, mục đích là để nâng cao sức mạnh tinh thần. Tầng 17 gọi là cảnh giới thần hoàn. Cảnh giới thần hoàn, phải tạo ra một số thần hoàn ở bên ngoài thần hồn. Những thần hoàn này tạo thành từ sức mạnh huyền diệu, mỗi một loại thần hoàn đều có hiệu quả đặc biệt. Tầng này tu luyện khá lâu, bởi vì thần hoàn càng nhiều thì thần hồn càng mạnh. Tác dụng của thần hoàn có cái là phòng ngự, có cái là tấn công, tác dụng khác nhau, độ khó tu luyện cũng khác nhau. Tất nhiên thần hồn của mỗi một người có hạn, số lượng thần hoàn có hiệu lực cũng có hạn. Ví dụ như trong kinh này ghi lại. Nếu như có 5 thần hoàn trở lên thì sẽ thuộc tư chất cấp cao. Nếu như có 10 thần hoàn trở lên thì thuộc loại thiên tài. Trên đó còn viết, 50 thần hoàn là cực hạn, bất luận là ai cũng không thể vượt qua được 50 thần hoàn. Muốn đúc thần hoàn, trước tiên phải tìm được sức mạnh thích hợp. Trong trời đất này có vô số loại sức mạnh, nhưng có thể khiến Ngô Bình nhìn chúng thì chẳng nhiều chút nào. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định biến sức mạnh Xích Minh thành thần hoàn đầu tiên. Tên là thần hoàn Xích Minh. Sức mạnh Xích Minh trong cơ thể dần hội tụ lại, được kết hợp theo phương thức huyền diệu nào đó, hóa thành một thần hoàn. Trong thần hoàn có hàng tỷ phù văn lúc ẩn lúc hiện. Trong thần hoàn này ẩn chứa sức mạnh Xích Minh, sinh ra rất nhiều thứ thần thông và pháp thuật, uy lực vô cùng lớn. Khi Ngô Bình tạo ra thần hoàn Xích Minh, Tống Tử Sơn cũng chuẩn bị xong rồi. Hai người đến trận vận chuyển trong thành Bạch Mã, đi đến Thiên Đãng Nguyên. Lúc bước vào trận vận chuyển, Ngô Bình nhìn thấy Tống Tử Sơn trả ít nhất là 100.000 thần tệ, anh không nhìn được mà nói, giá của trận vận chuyển này không hề rẻ. Tống Tử Sơn, đúng vậy. Vì thế có một số thương nhân thả đi đường xa cũng không chọn trận vận chuyển, quá đắt. Một lần là 100.000 thần tệ, phải làm ăn lớn thế nào mới có thể gánh được phí đắt đỏ như vậy? Thời không vặn vẹo, khi tất cả trở lại bình thường, hai người đã đến Thiên Đãng Nguyên. Ra khỏi trận vận chuyển, Ngô Bình phát hiện phía đông có một ngọn núi rất cao, cho dù đã cách mấy triệu dặm, anh vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của ngọn núi này, anh không nhịn được mà nói chú Tống, đây là núi gì? Ít nhất cũng phải cao hơn 1 triệu dặm nhỉ. Tống Tử Sơn cười nói, cậu Ngô, đó là núi Thiên Đãng, được mệnh danh là một trong 4 ngọn núi cao của thần vực đấu hư. Ra khỏi trận vận chuyển là một mảnh đất bao la rộng lớn, rất nhiều người đang mở quầy hàng ở đây, còn có người khiêng kiệu mời chào khách hàng. Tống Tử Sơn, cậu Ngô, chúng ta tìm nhà trọ để ở trước đi. Ngô Bình, sau đó anh điều khiển độn quang, mang theo Tống Tử Sơn bay về phía trước. Bay được khoảng vài trăm dặm, hai người họ đã vào một thành phố lớn hơn thành Bạch Mã phải mấy lần. Họ dừng ở rìa thành. Tống Tử Sơn có chút kinh ngạc với sự kỳ diệu của thuật độn mà Ngô Bình dùng, ông ta cười nói, cậu Ngô, đây là thành Xích Châu, chúng ta trọ ở đây đi. Ngô Bình thì như nào cũng được, đi theo Tống Tử Sơn vào một nhà trọ. Sau khi bố trí ổn thỏa, vừa uống mấy ngụm trà thì có người gõ cửa ầm ầm, chẳng lịch sự chút nào. Tống Tử Sơn mở cửa, một người đàn ông mặt đen, trên mặt mọc đầy râu đen, mũi giống như chư bát giới. Xấu xí vô cùng, hắn ta lớn giọng hỏi, các ngươi từ đâu đến, có chứng nhận ở trọ không? Hiển nhiên ông ta hiểu, mấy người này không phải đến để kiểm chứng, đơn giản chỉ là muốn chút tiền, ông ta cười nói, mấy vị quan gia, chúng tôi vừa mới đến, vẫn mong các vị chiếu cố. Ông ta vừa nói vừa đưa một túi thần tệ. Người này nhận lấy thần tệ rồi ước lượng bằng tay, lạnh lùng nói, chút tiền này đã muốn đuổi ta. Ngươi cho rằng ông đây chưa nhìn thấy tiền bao giờ sao? Nét mặt Tống Tử Sơn bỗng đông cứng lại, quan gia, tôi đã nể mặt ngài rồi, vẫn xin ngài thấy được rồi thì nhận lấy. Ông ta vừa nói vừa lộ ra thẻ bài chứng minh thân phận thần tộc của mình ở thắt lưng. Thấy Tống Tử Sơn là thần tộc,
Sắc mặt người này lập tức tối sầm lại, hắn khạc đờm, quay đầu rời đi. Đóng cửa lại, Ngô Bình nói, đây rõ ràng là tới lừa tiền. Tống Tử Sơn nhẹ nhàng nói, mặc dù biết là lừa tiền, nhưng người bình thường chẳng thể làm gì với mấy người này, đắc tội với bọn chúng thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. May mà tôi có thân phận thần tộc, nếu không thì hôm nay chắc chắn phải mất nhiều thần tệ mới được. Ngô Bình cười khẩy, đổi lại là cháu đã đánh chết hắn luôn rồi, không thèm nhiều lời với hắn. Tống Tử Sơn cười nói, cậu Ngô, thân phận thần tộc này của tôi đủ để ứng phó với đa số rắc rối. Nhưng sau này còn những rắc rối lớn hơn, vậy phải cần công tử ra tay rồi. Ngô Bình, rắc rối lớn gì? Tống Tử Sơn, Thiên Đãng Nguyên không thân thiện với người ngoài, còn với người có thân phận thần tộc như ta thì họ sẽ lén ra tay giết người cướp của. Ngô Bình cao mày, nơi này không có luật lệ gì sao? Tống Tử Sơn, ở trong thế giới của người tu hành, nào có phép tắc gì, kẻ nào mạnh thì kẻ đó chính là luật. Cái gọi là luật lệ chỉ ràng buộc ước thúc được mấy nhân vật nhỏ dưới tầng chót thôi. Ngô Bình, hèn chi chú Tống lại không chịu đến Thiên Đãng Nguyên, nơi này chẳng có gì là an toàn cả. Hai người nói thêm vài câu, Tống Tử Sơn bèn về phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình rảnh rỗi nên quyết định ra ngoài đi dạo. Anh vừa ra khỏi cửa tiệm đã cảm thấy có người theo dõi mình, nhưng cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, người đằng sau bèn vội vàng đuổi theo rồi cười hỏi, người anh em, muốn đi chơi không? Ngô Bình hỏi, chơi cái gì? Người này cười đáp, cậu muốn chơi cái gì, tôi cũng có thể dẫn cậu đi. Gái gú, bài bạc hay cái gì đó càng kích thích hơn. Ngô Bình nói, tôi chỉ muốn đi dạo chứ không có hứng thú với mấy thứ ấy. Sắc mặt tên kia lập tức xa sầm, người anh em, tôi tốt bụng giới thiệu chỗ chơi cho cậu. Cậu lại bảo không có hứng thú. Cậu làm vậy mà coi được hả? Ngô Bình hơi bực, tên này đúng là không nói lý lẽ mà. Anh cố ý hỏi, vậy người anh em cảm thấy tôi làm sao mới coi được? Tên kia lập tức cười, đương nhiên là tìm một thứ chơi thử. Ngô Bình thở dài, được rồi, con người của tôi khá mềm lòng, ghét nhất làm người khác thất vọng. Người anh em, tôi muốn đến sòng bạc chơi thử, anh thấy ok không? Tên kia cười ha ha đáp, ok, đi theo tôi. Trên đường đến sòng bạc, Ngô Bình biết được tên kia gọi là Hạt Bưu. Hạt Bưu cho rằng Ngô Bình sợ mình thì ngày càng kiêu ngạo, đến nơi thậm chí còn nói với người ở sòng bạc là, khi nào thua sạch thì hãy thả cậu ta về. Người của sòng bạc cười đáp, ok, nếu cậu ta thua sạch thì sẽ chia cho anh 30%. Hạt Bưu cười hì hì hỏi Ngô Bình, nhóc con, trên người cậu có bao nhiêu tiền? Ngô Bình đổ hết mấy triệu thần tệ xuống bàn bạc rồi cười hì hì hỏi, nhiều đó có đủ không? Hạt Bưu suýt nữa thì bị thần tệ lóe mù mắt, giật mình hỏi, cậu giàu vậy luôn? Ngô Bình, chút tiền ấy đã là gì, nhà tôi còn có, thua sạch lại về lấy. Người của sòng bạc quả thật vui muốn chết, đây là con dê béo chạy lạc từ đâu đến thế, đúng là ngu không ai bằng. Ông chủ sòng bạc cũng đi ra. Ông ta là một người đàn ông trung niên mập mạp, cười hỏi, thưa cậu muốn chơi cái gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, có trò nào đơn giản, một lần thắng được hay thua rất nhiều không? Ông chủ mập cười đáp, đương nhiên là có. Đơn giản nhất chính là tài xỉu, sao, có muốn thử một chút không? Ngô Bình, ô, chơi thế nào? Ông chủ sòng bạc lấy xúc xắc đến giải thích, ba cục xúc xắc, người chơi đặt cửa trước. Nếu đặt ba cái cùng một số cụ thể, ví dụ như số 6 thì chính là 1/150. Nếu cược chúng một số trong ba cái xúc xắc thì sẽ là 1/24. Sau đó còn có số chẵn, tổng số, tỷ lệ cược đều khác nhau. Ngô Bình vừa nghe đã cảm thấy vô cùng đơn giản, nói, vậy chơi thử mấy vòng đi. Bấy giờ, một người đàn ông có đầu rắn đi ra, hai tay gã bưng một cái vỏ rùa, bỏ ba cục xúc xắc vào rồi dùng sức lắc. Ông chủ sòng bạc cười nó, cái cốc kia là dùng vỏ rùa làm, người bên ngoài không thể thấy được bên trong, càng không thể tác động đến xúc sắc. Ngô Bình thử một chút, thần niệm của anh quả thật không thể thẩm thấu vào, càng chẳng thể đoán được biến hóa bên trong. Người đầu rắn lắc mấy cái bèn đặt cốc lên bàn, ông chủ sòng bạc cười nói, thưa cậu có thể đặt cửa rồi.
Thần niệm của Ngô Bình không thể thẩm thấu, nhưng mắt nhìn thấu vạn vật của anh có thể xuyên qua mai rùa, lúc này tổng số của ba cục xúc sắc là 14. Anh nhìn một cái rồi đặt ở cửa viết số 14, cược 1 giờ 12. Sau đó, anh cười hì hì hỏi, ông chủ, tôi có thể cược nhiều nhất bao nhiêu? Ông chủ cười đáp, cậu muốn cược bao nhiêu cũng được, chỗ này của tôi có cả đống xét. Ngô Bình đặt chiếc nhẫn có 4 triệu thần tệ đối diện với số 14 nói, tôi cược 14 điểm. Ông chủ liếc người đàn ông đầu rắn lắc xúc sắc một cái, thấy sắc mặt gã khó coi, trong lòng không khỏi lộp bộp, nói thầm không thể nào, lẽ nào ván đầu tiên cậu ta đã cược chúng. Ngô Bình lại bảo, mau mở nắp đi. Người đầu rắn lại không mở, nói, ván này tôi không lắc tốt, tôi lắc lại một lần. Tay gã vừa giơ ra đã bị Ngô Bình một quyền đánh bay, cả người trực tiếp dán lên tường y như dính lên đó, không chỗ có thể trốn, miệng còn không ngừng hộc máu. Cảnh đó lập tức hù mọi người sửng sốt, thực lực của tên kia mạnh thật. Ngô Bình mở nắp hộp ra, hai số 5, một số 4 vừa vặn 14 điểm. Anh mặt mày tươi rói, cười nói, ông chủ, 1 giờ 12, tôi cược 4 triệu thần tệ, ông phải trả tôi 56 triệu thần tệ. Ông chủ tức muốn hộc máu, nhưng ông ta mở sòng bạc, hiện trường lại có nhiều khách khứa như vậy, nếu quyệt thì sau này cũng chẳng ai thèm đến nữa. Ông ta nghiến răng nói, được, 56 triệu thần tệ, tôi có thể trả cho cậu, nhưng anh bạn nè, cậu còn dám chơi nữa không? Ngô Bình nhìn thoáng qua hạt Bill bị dọa ngu người, cười nói, tôi phải nể mặt anh Bill, không thắng sạch sòng bạc của các ông thì tôi chắc chắn sẽ không đi. Hạt Bill sợ tới mức bịch một tiếng quỳ xuống đất, vừa định giải thích đã bị ông chủ sòng bạc đánh bẹp đầu, đứt hơi chết ngắc. Trên người ông chủ tỏa ra khí thể khủng bố, cười ha ha nói, cậu đây cũng gan ghê. Được rồi, tôi sẽ chơi tới cùng. Ngô Bình, vậy cược tiếp thôi. Lần này, ông chủ tự mình lắc, sau đó đặt mạnh hộp xuống bàn, nhàn nhạt nói, cậu cho thể đặt rồi. Ngô Bình phát hiện ba cục xúc sắc vậy mà đều lơ lửng trên không, còn ở trong trạng thái xoay tròn với tốc độ cao. Chứng tỏ rằng, ông ta đã dùng một thủ pháp cực kỳ cao tay để khống chế xúc sắc bên trong. Anh biết, giờ dù mình đặt gì thì kết quả cũng sẽ khác. Anh cười, đặt mạnh nhẫn chữ vật lên bàn, một sức mạnh kỳ diệu xuyên qua mai rùa. Thoáng chốc, xúc sắc bên trong lập tức rơi xuống, toàn bộ đều là số 6. Con số ấy thuộc loại cùng một số nên một bồi một, 150. Ông chủ sòng bạc cực kỳ tự tin, thấy Ngô Bình cược ba cái số 6 bèn nhàn nhạt nói, cậu tự tin nhỉ. Ông ta nói xong bèn mở nắp ra, tuy ông ta có thể sử dụng sức mạnh khống chế xúc sắc, nhưng lại không biết giờ nó đã xảy ra biến hóa. Thoáng chốc, xung quanh lập tức vang lên từng tiếng kinh ngạc, vẻ mặt ông chủ cứng lại, ba cục số 6. Ngô Bình cười hì hì nói, tôi tính thử xem, 56 triệu thần tệ với tỷ lệ 1:150 thì phải là 8 tỷ 400 triệu thần tệ. Ông chủ sòng bạc lập tức ngồi bệt xuống đất hét, không thể nào. Sắc mặt Ngô Bình thoáng chốc xa sầm, trả tiền đi. Ông chủ cả giận nói, nhóc con, mày dám chơi tao, chán sống hả? Một khí thế khủng bố lập tức truyền đến từ sau lưng ông chủ sòng bạc. Một người đàn ông da đen như mực đi đến, thực lực ít nhất cũng là Đại La Đạo Quân. Ngô Bình ấn đầu gã đập mạnh xuống đất, mặt đất khẽ rung lên, tên kia lập tức ngất xỉu. Ông chủ sòng bạc trợn tròn mắt, nửa ngày không phản ứng lại. Ngô Bình vỗ mặt ông ta, 8 tỷ 400 triệu, đừng nói với tôi ông không có tiền. Nếu ông không có, tôi chỉ có thể một quyền đánh chết ông. Ông chủ sòng bạc biết Ngô Bình nói được thì làm được, run rẩy nói, thưa cậu, tôi lập tức chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, ông ta đã lấy ra 8 tỷ 400 triệu thần tệ, ngoan ngoãn đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu hỏi, trên người của ông còn tiền không? Trái tim ông chủ sòng bạc đập lỡ một nhịp, vội nói, không có, thật sự hết rồi. Ngô Bình thở dài, chán thật, mới cược có hai ván đã hết tiền, không có tiền thì mở sòng bạc gì chứ? Anh nói xong tát một cái đánh ông ta bay ra mấy chục mét, sau đó nghênh ngang rời khỏi đây. Ra khỏi sòng bạc, Ngô Bình đi tới cửa hàng dược liệu. Anh phát hiện bên trong cửa hàng này tuy không nhiều dược liệu cao cấp nhưng chủng loại có phần khan hiếm. Thế là quyết định mua một ít.
Khi quay về nhà trọ, thấy Tống Tử Sơn đang bàn chuyện làm ăn nên cũng không quấy rầy ông ta mà về phòng trước. Sau khi bàn xong, Tống Tử Sơn tới tìm anh, cười nói, vận may không tệ, đã thương lượng xong, lần này chắc sẽ kiếm được một khoản. Ngô Bình, chú Tống bàn chuyện gì? Tống Tử Sơn, tôi bán một lô đá thần sau đó mua một số binh khí ở đây. Binh khí, Ngô Bình cảm thấy hứng thú. Tống Tử Sơn lấy ra một thanh đoản đao, trên thanh đoản đao này ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Ngô Bình cầm đao khẽ vung, một tia sáng xanh tím xẹt qua, cắt đôi cái bàn cách đó không xa, để lại một vết sâu hóm trên mặt đất. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, đao không tệ. Tống Tử Sơn cười nói, loại thần binh này sản xuất ở thành Xích Châu, được làm từ đá thần và bí tinh. Hơn nữa dùng cổ pháp rèn đúc luyện thành, truyền thừa từ mấy kỷ nguyên trước. Ngô Bình thi pháp xuống lưỡi đao, thanh đao phát ra tiếng vù vù. Nhưng lại không bị tổn hại, chú Tống, loại đao này bao nhiêu? Tống Tử Sơn, giá cả rất cao, thanh đoản đao trong tay cậu là thần binh cao cấp, một chiếc lên tới 8 triệu thần vệ. Còn thần binh cấp thấp khoảng 500.000. Ngô Bình, cháu có thể mua một ít thần binh này không? Tống Tử Sơn cười nói, đương nhiên, nhưng phải có thân phận thần tộc mới mua được, hơn nữa còn phải đặt trước. Ngô Bình, vậy nhờ chú Tống đặt trước giúp cháu một ít. Tống Tử Sơn nói, cậu Ngô muốn đặt bao nhiêu? Ngô Bình nghĩ nghĩ, 3.000 thần binh cao cấp, bao gồm 1.000 thần thương, 1.000 chuôi kiếm thần, 1.000 thần đao. Tống Tử Sơn sửng sốt, 3.000, ít nhất phải hơn 2 triệu thần vương tệ. Ngô Bình, tiền không thành vấn đề, lát nữa cháu sẽ bán một ít đan dược. Chú Tống, chú biết có loại đan dược nào đáng tiền ở đây không? Tống Tử Sơn, thật ra có một đoạn thời gian tôi kinh doanh đan dược. Đan dược đáng giá hơn nhiều, ví dụ như chính hướng thần đan có thể áp chế tà ác tiến hóa. Ngô Bình, chính hướng thần đan giá bao nhiêu? Tống Tử Sơn, tôi nhớ chính hướng thần đan bậc 3 cũng hơn 6 triệu thần tệ. Chính hướng thần đan nhất phẩm giá hơn 30 triệu thần tệ. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, nói, lát nữa cháu đi mua một viên chính hướng thần đan. Tống Tử Sơn cười nói, trên người tôi có. Nói xong, ông ta lấy ra một bình thuốc rồi mở ra. Bên trong là một viên đan dược màu tím nhạt to bằng hạt đậu phộng. Ngô Bình cầm viên đan dược quan sát một lúc, nói, đây chắc là đan dược bậc 3. Chú Tống, viên đan này bán cho cháu đi. Tống Tử Sơn nói, cậu Ngô cứ cầm lấy mà dùng, không cần nói đến chuyện tiền nong. Ngô Bình cười nói, vậy lát nữa cháu đưa cho chú mấy viên chính hướng thần đan vương phẩm. Nói xong, anh bỏ đan dược vào miệng, cảm nhận dược lực. Dựa vào kinh nghiệm luyện đan của mình, Ngô Bình nhanh chóng tìm ra dược liệu luyện chế đan dược, thậm chí còn nhanh chóng điều chỉnh cách điều chế thần đan cho hợp lý hơn. Dược liệu dùng cho chính hướng thần đan chủ yếu được sản xuất ở thần vực, nên anh đi đến tiệm thuốc mua một ít dược liệu với mấy loại đá thần. Đá thần là khoáng vật đặc hữu của đấu hư thần vực, ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa của sinh vật. Có rất nhiều loại đá thần nhưng Ngô Bình chỉ lấy 3 trong số chúng. Chuẩn bị xong dược liệu, Ngô Bình trở lại nhà trọ. Lúc này đã là ban đêm, anh suy nghĩ một chút, bắt đầu thử luyện chế chính hướng thần đan. Vừa lấy lò luyện đan ra, trong viện đã xuất hiện mấy bóng đen. Ngô Bình cười lạnh, đánh một quyền vào cửa sổ. Lập tức, lực đạo vô hình đập thẳng vào bóng người áo đen khiến một tên kêu thảm một tiếng, đột tử tại chỗ. Mấy tên còn lại kinh hãi nhảy dựng lên bỏ chạy, nhưng cũng bị một trưởng của Ngô Bình đánh ngã, hộc máu kêu đau. Chúng rên rỉ một lúc rồi lần lượt bỏ mạng. Tống Tử Sơn nghe thấy động tĩnh, muốn ra bên ngoài kiểm tra, lại bị Ngô Bình ngăn lại, chú Tống, không cần để ý đến bọn hắn. Tống Tử Sơn gật đầu nói, nhất định là đám người sáng nay, bọn hắn muốn ngầm ra tay với tôi. Ngô Bình cho dược liệu vào, tiếp tục luyện đan. Lò thứ nhất luyện ra đan dược nhị phẩm, Ngô Bình ăn thử, cảm thấy dược hiệu mạnh hơn viên trước rất nhiều, nhưng vẫn chưa hài lòng. Sau khi thử liên tiếp 7 lò, liên tục bỏ rồi thêm dược liệu, cuối cùng anh cũng luyện chế ra chính hướng thần đan truyền kỳ. Dược liệu trong tay cũng đã dùng hết, vì vậy Ngô Bình đưa cho Tống Tử Sơn 2 viên chính hướng thần đan bậc 2. Nhìn thấy thần đan,
Tống Tử Sơn kinh ngạc hỏi, cái này là cậu luyện chế. Ngô Bình cười nói, có chút khó khăn, nhưng may mắn đã thành công. Tống Tử Sơn tràn đầy hâm mộ, cậu có thể luyện chế đan này, nhất định tiền đồ vô lượng. Ngô Bình, chú Tống, việc bán đan dược nhờ chú. Bán được tiền sẽ chia 28. Tống Tử Sơn vui vẻ nói, không cần hai phần, tôi một phần là được. Ngô Bình nói, được, cháu đi luyện thêm. Luyện đan cả một đêm, Ngô Bình cũng có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi. Trời vừa sáng, Ngô Bình tiếp tục đi mua dược liệu, sau đó trở về nhà trọ luyện chế đan dược. Lần này anh luyện ra 5 lò, tổng cộng là 20 viên thần đan đế phẩm. Tính cả 20 viên trước đó, cũng đủ để Tống Tử Sơn đi chào hàng. Thi thể trong viện đã sớm biến mất, Ngô Bình cũng không đi quản. Tống Tử Sơn đi tìm người bàn bạc về chuyện buôn bán đan dược, anh thì bắt đầu điều tra Hoàng Thiên Cầm và tình hình của nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng không ở thành Xích Châu mà ở nội thành Thiên Nguyên, thành trì đứng đầu ở Thiên Đãng Nguyên. Anh dò hỏi bên ngoài cả một ngày, trở lại nhà trọ thì thấy Tống Tử Sơn đã về, mặt tràn ngập ý cười. Cậu Ngô, 45 viên đan dược đều được bán sạch rồi, cậu đoán xem được bao nhiêu? Ngô Bình hỏi, chú Tống vui vẻ như vậy, chắc giá cũng không tồi. Tống Tử Sơn cười nói, căn bản do đan dược đế phẩm quá hiếm, tôi ra giá 50.000 thần vương tệ, bọn hắn cũng lấy. Đan dược vương phẩm thì bán hơn 20.000 thần vương. Đan phẩm đế phẩm là 8.000 thần vương tệ, tổng cộng được 15 tỷ thần vương tệ. Ông ta đưa 13 tỷ 500 triệu cho Ngô Bình, cười nói, 1 tỷ rưỡi này tôi cầm có hơi ngại. Ngô Bình, về chuyện làm ăn, chú Tống am hiểu hơn cháu, chú cứ yên tâm nhận lấy số tiền này. Đan dược xong xuôi, anh nói, chú Tống xong việc chưa? Cháu định đến thành Thiên Nguyên một chuyến. Tống Tử Sơn biết Ngô Bình muốn đi nghe ngóng một ít thông tin về Hoàng Thiên Cầm, nói, việc kinh doanh có thể tạm dừng một chút, mai tôi đi cùng cậu. Tôi có thân phận thần tộc, đi với cậu sẽ thuận tiện hơn. Ngô Bình, chú Tống, có thể mua giúp cháu một thân phận thần tộc không? Tống Tử Sơn, được, chuyện này cứ giao cho ta. Đợi về thành Bạch Mã, tôi sẽ xử lý. Đêm đó, Ngô Bình luyện chế thêm 5 lô đan dược, thu được 20 viên chính hướng thần đan cấp truyền kỳ. Rạng sáng, một đám người xông vào nhà trọ, trực tiếp đá văng cửa phòng. Ngô Bình lập tức đi tới phòng khách, nhìn chằm chằm kẻ đột nhập, trầm giọng hỏi các người là ai? Người cầm đầu là một tên mặc quân phục, hắn lạnh lùng hỏi, người bán chính hướng thần đan là cậu đúng không? Tống Tử Sơn bước ra, người bán đan dược là tôi, các người muốn làm gì? Người này nói, thành chủ chúng tôi mời hai vị qua một chuyến. Tống Tử Sơn, không biết thành chủ tìm chúng tôi có chuyện gì? Người này, bớt nói nhảm, đi thì biết. Hắn nhìn về phía Ngô Bình nói, chúng tôi không có thời gian. Nếu thành chủ của các vị có việc gì cần, cứ tới gặp. Người kia giận dữ giống lên, sắc sược, dám vô lễ với thành chủ đại nhân, hạ gục hắn cho ta. Đùng. Người kia còn chưa dứt lời đã bị cú đấm của Ngô Bình hất văng, cơ thể phá tan cửa lớn, va vào bức tường, miệng không ngừng hộc máu. Những người khác giật mình kinh hãi, đồng loạt lùi về sau. Ngô Bình khẽ hừ một tiếng, cưỡi lên độn quang, dẫn theo Tống Tử Sơn rời khỏi khách điếm, bay tới thành Thiên Nguyên. Thành Thiên Nguyên vốn cách nơi đó mấy nghìn dặm đường, nhưng độn thuật của Ngô Bình siêu phàm nên chỉ loáng cái đã đến. Lúc này đây, trời vừa hửng sáng, Ngô Bình tìm một khách điếm, sắp xếp chỗ ở cho Tống Tử Sơn trước, sau đó tới cửa tiệm đan dược lớn nhất thành Thiên Nguyên, mua một ít đan dược về nghiên cứu. Cửa tiệm đan dược này có tên là Linh Phong Đan Lâu, sở hữu chi nhánh ở khắp nơi. Trong đó cửa tiệm ở thành Thiên Nguyên là đầu mối. Cổ đông lớn của Linh Phong Đan Lâu là Hoàng gia. Linh Phong Đan Lâu có tổng cộng 7 tầng với kiểu kiến trúc như một bảo tháp. Tầng thứ nhất cấp kinh doanh dược liệu với số lượng lớn, tầng thứ hai là các dược liệu quý hiếm, từ tầng thứ ba đến tầng thứ bảy bày bán đan dược, càng lên các tầng cao thì đan được càng quý giá. Sau khi tiến vào Linh Phong Đan Lâu, Ngô Bình xem xét từng tầng một. Khi tới tầng thứ tư, anh phát hiện giá đan dược ở nơi này đã rất cao rồi, trong đó có loại thần đan chính hướng mà anh đang muốn luyện chế,
nhưng cấp bậc tốt nhất mới chỉ là đan dược bậc 1. Anh đang chuẩn bị lên tầng 5 thì bị một đan đồng đứng ở cầu thang chặn lại, đan đồng trừng mắt với anh, nếu đan dược ở tầng này mà anh còn không mua nổi thì khỏi cần xem đan dược ở phía trên nữa. Đan đồng, đồng tử chuyên hầu hạ người luyện đan. Ngô Bình hỏi, tại sao cậu biết tôi không mua nổi? Đan đồng cười khẩy, tôi ở đây 7 năm rồi, dạng khách nào mà tôi chưa từng gặp. Những người chỉ xem chứ không mua như anh, nhiều vô số kể. Ngô Bình đáp, tôi không mua vì phẩm chất của đan dược ở phía dưới quá kém, thế nên tôi mới phải lên trên xem thử. Các cậu là người kinh doanh, đâu thể từ chối khách xem hàng chứ. Đan đồng cười khẩy, tóm lại, anh không thể lên trên được. Ngô Bình đáp, nếu tôi là ông chủ, chắc chắn tôi sẽ đuổi việc người làm thuê như cậu. Đan đồng cười khẩy, tiếc rằng anh không phải ông chủ của chúng tôi. Chuyện gì thế? Một cô gái tuổi trạc đôi mươi từ trên tầng bước xuống, dung mạo cao quý lạnh lùng, ăn mặc như người trong cung. Trông thấy phục sức của cô ấy, Ngô Bình thoáng giật mình, bởi vì cách ăn mặc này khá giống với Hoàng Thiên Cầm. Đan đồng hoảng hốt cúi đầu, cô Tư, người này không mua nổi đan dược mà cứ đòi lên trên xem xét, còn đành ngăn hắn lại. Cô gái kia thoáng nhíu mày, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, khách hàng ghé qua đã là chiếu cố cho việc kinh doanh của chúng ta rồi. Đan đồng vội vàng đáp, vâng, con biết sai rồi. Cô gái kia khẽ gật đầu với Ngô Bình, sau đó nghiêng người nhường đường, mỉm cười nói, công tử, ban nãy chót đắc tội, mời lên tầng. Ngô Bình thầm nghĩ, cô gái này khá hiểu chuyện đấy, được. Tới tầng 5. Quả nhiên phẩm chất của đan dược ở nơi đây cao hơn chút. Mỗi một loại đan dược được đặt trên giá riêng biệt, ở bên cạnh có lời giới thiệu chi tiết, thậm chí viết rõ cả dược liệu trong thành phần, như thế cũng tiện cho Ngô Bình. Anh nhanh chóng ưng ý một loại đan dược có tên là cửu chuyển thần lực đan, dùng loại đan này có thể nâng cao và cường hóa thần lực trong cơ thể, là một loại đan dược quý giá hơn cả thần đan chính hướng, không dễ gì luyện chế được. Cửu chuyển thần lực đan bậc 1 như thế này, giá bán lên đến 35.000 thần vương tệ. Cô Tư kia đứng cách đó không xa, khẽ mỉm cười, dường như rất kiên nhẫn với Ngô Bình. Cô gái, tôi muốn lấy viên đan này. Cô gái mỉm cười, anh thật khéo chọn, loại đan này chỉ có Linh Phong đan lâu chúng tôi bày bán, hiệu quả nâng cao sức mạnh của nó vô cùng rõ rệt. Từng có vị đại thần thành công thăng cấp thành thần vương nhờ mua loại đan thần lực này. Ngô Bình đáp, đúng là đan dược không tồi. Tôi có thể lên trên xem tiếp không? Cô gái đáp, tất nhiên là được, mời anh. Tới tầng 6, số lượng đan dược ít đi khá nhiều, chỉ có hơn 20 loại. Ngô Bình đảo một vòng, ưng ý một viên đan dược tên là ngũ giáp thần đan được bao bọc bởi ngũ trọng thần quang phù văn. Dùng loại đan này là có thể sở hữu hàng phòng ngự ngũ trọng trong cơ thể, nếu gặp vấn đề trong lúc tu luyện, hàng phòng ngự được khởi động. Từ đó có thể ngăn chặn hiệu quả tiêu cực. Khỏi cần nghi ngờ gì, muốn luyện chế được loại đan dược này vô cùng khó khăn. Sau khi xem qua dược liệu, Ngô Bình cảm thấy có lẽ mình cũng luyện chế được, bèn nói, cô gái, tôi lấy cả viên đan này nữa. Ngũ giáp thần đan tuy là đan dược bậc 2, nhưng giá bán lên đến 120.000 thần vương tệ. Cô gái hỏi, thưa anh, ngũ giáp thần đan là loại đan mà giai đoạn thần vương mới dùng được. Anh mua cho ai thế? Ngô Bình đáp, tặng bạn bè. Cô gái mỉm cười, anh thật hào phóng. Tầng 7 vẫn còn 6 loại đan dược khác, anh có muốn xem không? Ngô Bình đáp, tất nhiên là muốn. Hai người tới tầng 7, không gian nơi này còn nhỏ hơn, chỉ bày bán 6 loại đan dược, lần lượt đặt trong những chiếc lồng thủy tinh. Vừa tiến vào, Ngô Bình đã chú ý tới một viên đan đang tỏa ra vô số hào quang. Dường như được liên kết với chiều không gian khác. Anh liếc mắt nhìn qua, đan dược này có tên là Thiên Duy Thần Đan, sau khi uống vào sẽ sở hữu sức mạnh kết nối cùng 3.000 chiều không gian, nhờ đó mà tôi luyện hình hài cùng tinh thần. Thấy Ngô Bình chú ý tới Thiên Duy Thần Đan, cô gái nói, loại đan này do một nhân vật tầm cỡ luyện chế, cả thiên hạ chỉ có một viên duy nhất. Tiếc rằng nó chỉ là đan dược bậc 4, nếu không giá bán sẽ cao hơn hiện tại nhiều lần. Ngô Bình liếc mắt nhìn, giá bán lên đến 450.000 thần vương tệ. Anh điềm tĩnh nói, tôi lấy nó. Sau cùng,
anh trả 656.000 thần vương tệ, cô gái bỏ bớt số lẻ cho anh, chỉ cần 600.000 thần vương tệ. Khi thanh toán, cô gái mỉm cười, tôi họ Hoàng, Hoàng Y Đình. Ngô Bình hỏi, cô là người nhà họ Hoàng. Hoàng Y Đình mỉm cười, cha tôi là bàng chi của nhà họ Hoàng. Ngô Bình hỏi, vậy cô có biết Hoàng Thiên Cầm không? Hoàng Y Đình tỏ ra bất ngờ, anh quen với cô Thiên Cầm ư? Ngô Bình bật cười, quen chứ? Tôi biết chút đan đạo, cô ấy từng hỏi thăm tôi về một loại đan dược. Hoàng Y Đình gật đầu, chẳng trách, cô tôi sắp đột phá, cần dùng đến đan dược. Ngô Bình nói, tôi đã tìm thấy loại đan dược mà cô ấy cần, nhưng hiện giờ không liên lạc được. Hoàng Y Đình đáp, thật sao? Để tôi đi nghe ngóng, hôm nào anh có thời gian hãy đến Linh Phong Đan Lâu một chuyến, tôi sẽ nói với anh về tin tức của cô tôi. Ngô Bình đáp, vậy thì đa tạ cô. Quay về tầng 1, Ngô Bình mua thêm một vài dược liệu rồi mới cáo từ. Sau đó, anh lại tới hai tiệm thuốc khác, mua đủ dược liệu, chuẩn bị thử luyện chế vài loại đan dược kia. Về đến khách điếm, anh dùng cửu chuyển thần lực đan, phát hiện loại đan dược này hàm chứa 9 loại sức mạnh độc đáo, có thể tôi luyện hình hài và tinh thần. Thế nhưng 9 loại sức mạnh này yêu cầu người luyện đan phải tự nắm bắt được rồi mới có thể luyện chế. Điều này không quá khó đối với anh, dù sao anh cũng lĩnh ngộ được diệu ý của sức mạnh, chỉ cần dùng nửa canh giờ đã nắm giữ được 9 loại sức mạnh. Sau đó, anh bắt đầu luyện chế cửu chuyển thần lực đan. Lò đan đầu tiên là đan bậc 1. Nhưng đến lò đan thứ 5 đã là cấp truyền kỳ rồi. Anh luyện xong lò đan thứ 5 thì Tống Tử Sơn gõ cửa phòng, ông ta tươi cười, cậu Ngô, tôi liên lạc được với một người bạn ở bản địa, nhờ người ta nghe ngóng tin tức của Hoàng Thiên Cầm, biết được một vài điều, có lẽ sẽ hữu ích đấy. Ngô Bình, tin tức gì? Tống Tử Sơn, Hoàng Thiên Cầm là con gái gia chủ, địa vị rất cao. Nhưng 20 năm trước, cô ta thích một chàng trai nhà nghèo. Vẻ ngoài anh Tuấn, tên kia còn rất biết lấy lòng phụ nữ. Hoàng Thiên Cầm không màng sự phản đối của nhà họ Hoàng, cưới tên kia. Ngô Bình, tên nghèo hèn kia chắc cũng có chút năng lực nhỉ. Tống Tử Sơn, phải, dựa vào tài nguyên Hoàng Thiên Cầm cung cấp, tên đó nhanh chóng phất lên, không chỉ tu vi tăng mạnh mà còn dựa vào thực lực để trở thành thần tộc. Nhưng sau đó, hắn lại thích một phụ nữ tầm thường khác, tạo thành đả kích to lớn đối với Hoàng Thiên Cầm. Trong cơn giận dữ, Hoàng Thiên Cầm giết luôn người phụ nữ kia, còn gã đàn ông đều cắng thì đột nhiên biến mất, nghe nói đã tiến vào ly hận tuyệt vực, chắc đã chết bên trong đó rồi. Ngô Bình, người nọ tên gì? Tống Tử Sơn, Liễu Tam Tuyệt. Sau đó Hoàng Thiên Cầm có lập gia đình khác không? Không, cô ta độc thân tới giờ, tính cách cũng trở nên quái gở. Ngô Bình, e là thông tin chú nghe ngóng được có chút khác với chân tướng rồi. Tống Tử Sơn, ừ nhưng cũng có giá trị tham khảo mà. Đêm đó, Ngô Bình lại luyện ra vài lô cửu chuyển thần lực đan, sáng sớm đã tới Linh Phong Đan Lâu, hỏi thăm Hoàng Y Đình nơi ở của Hoàng Thiên Cầm. Vào đan lâu lần nữa, Hoàng Y Đình mời anh lên lầu 1 dành cho khách quý, Ngô Bình tiến vào thì thấy một tu sĩ trung niên đã ngồi sẵn. Tu sĩ trung niên này gầy và cao, làn da có vảy xanh đen bao phủ, đồng tử dựng đứng, dáng vẻ là một thần tộc. Ngô Bình hỏi, cô Hoàng, người này là? Hoàng Y Đình không nói chuyện, tu sĩ trung niên lạnh lùng chen vào, cậu hỏi thăm Hoàng Thiên Cầm làm gì? Cậu là ai, tìm người làm chi? Ngô Bình, tôi tìm bà ta đương nhiên là vì có chuyện cần. Tu sĩ trung niên đứng lên, một sức mạnh vô hình dồn lên người Ngô Bình. Sức mạnh to lớn nhưng không hề ảnh hưởng anh. Tu sĩ trung niên hừ lạnh, sau lưng hiện ra 24 ảo ảnh thần ma, một luồng sức mạnh đáng sợ hơn ập tới nhưng Ngô Bình vẫn không động đậy. Đừng tốn công vô ích, chút thực lực ấy của ông hoàn toàn không làm gì được tôi đâu. Tu sĩ trung niên giật mình, thu lại sức mạnh, rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình, tôi muốn tìm Hoàng Thiên Cầm là để hỏi thăm một người. Người nào? Ngô Bình, việc này thì tôi chỉ nói với Hoàng Thiên Cầm thôi. Tu sĩ trung niên hừ một tiếng, cậu không thấy được bà ta đâu, có chuyện gì cứ nói với tôi sẽ nhắn lại. Ngô Bình, ông nói cho bà ta là tôi có tin tức của Liễu Tam Tuyệt. Tu sĩ trung niên kinh hãi, Liễu Tam Tuyệt không chết sao?
Ngô Bình không muốn nhiều lời, tôi ở nhà trọ Thiên Thu đợi bà ta, nói xong thì xoay người rời đi. Cho tới khi Ngô Bình ra khỏi đan lâu, Hoàng Y Đình mới hỏi, chú Sáu, vì sao để anh ta đi? Tu sĩ trung niên thở dài, chú đã dốc hết sức mà vẫn không trấn áp được người này, thực lực của người này quá đáng sợ. Hoàng Y Đình hoảng hốt, anh ta là thần tiên sao? Tu sĩ trung niên, chú cũng không dám chắc vì thực lực người này cách chú quá xa. Vậy phải làm sao đây, thật sự phải báo cho cô Cầm sao ạ, cô ta có chút không biết làm sao. Tu sĩ trung niên, chuyện Liễu Tam Tuyệt thì chú phải nói, chuyện này nên kết thúc rồi. Ngô Bình ở nhà trọ chờ tin, chỉ cần Hoàng Thiên Cầm dám xuất hiện, anh sẽ hỏi ra được vị trí của Mỹ Ngọc. Chú Tống chú đổi nơi trọ đi ạ, cháu phải ở đây đợi một người, chú ở đây thì sẽ bị liên lụy đấy. Tống Tử Sơn nói, được, vậy cậu Ngô phải cẩn thận nhé. Tiếp đó, Ngô Bình vẫn nghiên cứu ngũ giáp thần đan. Đan dược này khó luyện hơn cửu chuyển thần lực đan nhiều, anh suy ngẫm tới tận tối mới gắng gượng luyện ra một lò, cũng chỉ bậc ba mà thôi. Đang chuẩn bị luyện lô thứ hai, anh đột ngột dừng tay, rồi đẩy cửa vào trong sân. Một người phụ nữ mặc đồ như cung trang hạ từ trên trời xuống, đây đúng là kẻ bắt Mỹ Ngọc đi. Lúc này, bà ta nhìn chằm chằm Ngô Bình, biểu cảm khá ngạc nhiên, không phải cậu đã chết rồi à? Ngô Bình, Hoàng Thiên Cầm. Chút thực lực đó không giết nổi tôi đâu. Người này đúng là Hoàng Thiên Cầm, bà ta không ngờ một tên nhãi nhép trước kia lại dám đuổi theo tới tận đấu hư thần vực. Danh con, cậu lớn gan đây, sắc mặt bà ta âm u, cậu hoàn toàn không biết Liễu Tam Tuyệt ở đây, phải không? Ngô Bình, đúng vậy, tôi nói thế là để dụ bà ra mặt thôi, nói đi, bà giấu Mỹ Ngọc ở đâu? Hoàng Thiên Cầm cười lạnh, đứa tạp chủng kia bị tôi giết rồi. Cậu đã tới muộn. Ngô Bình thản nhiên nói, Mỹ Ngọc không chết, tôi dám chắc điều này. Hoàng Thiên Cầm, nếu bà không giao Mỹ Ngọc ra, tôi sẽ làm bà hối hận đấy. Hoàng Thiên Cầm, danh con cậu biết mình nói chuyện với ai không? Ngô Bình, đương nhiên biết, con gái gia chủ nhà họ Hoàng. Nhưng tôi nhắc bà một câu, nếu Mỹ Ngọc thiếu một sợi tóc, nhà họ Hoàng không bảo vệ nổi bà đâu. Hoàng Thiên Cầm giận dữ, thằng xúc sinh. Mày nghĩ mình là ai? Ầm ầm. Trong nháy mắt, Ngô Bình đã xuất hiện sau lưng Hoàng Thiên Cầm, tay đè đầu bà ta, sau đó giọng mạnh xuống đất, âm thanh to lớn, ngũ quan của Hoàng Thiên Cầm cắm sâu xuống nền. Hoàng Thiên Cầm vừa sợ vừa giận, thân là cao thủ trong lớp thần tiên, bà ta chưa từng chịu thiệt như vậy. Mà khi bà ta muốn giãy giụa thì lại cảm nhận được cơ thể bị một sức mạnh nào đó vây nhốt, tiên lực không thể thi triển. Thực lực mày mạnh thế sao, bà ta hoảng sợ. Ngô Bình thản nhiên nói cho tôi biết Mỹ Ngọc ở đâu, nếu bà không nói, tôi sẽ dùng cách soát hồn, lấy đi toàn bộ bí mật của bà. Hoàng Thiên Cầm tức giận, mày dám. Bốp! Ngô Bình tát bà ta một cái, cho bà cơ hội nữa, nói hay không? Lúc này, chung quanh bỗng xuất hiện thêm bốn bóng dáng, họ thấy Hoàng Thiên Cầm bị áp chế thì kinh hãi. Mở miệng quát thả cô chủ nhà tao ra. Ngô Bình cầm một món thần binh, kề sát tai Hoàng Thiên Cầm, bảo họ cút. Bằng không tôi xén một lỗ tai của bà, sau đó sẽ cắt mũi bà đấy. Hoàng Thiên Cầm thét lên, lùi lại. Bốn người không dám cãi lời, đành rời khỏi sân. Ngô Bình buông tay nhưng sức mạnh trói buộc vẫn đè ép Hoàng Thiên Cầm, bà ta không thể nhúc nhích. Hoàng Thiên Cầm cũng đã rõ nếu hôm nay không giao ra Mỹ Ngọc thì Ngô Bình sẽ không bỏ qua cho mình. Bà ta thở dài một tiếng, tôi nhốt cô ta. Bà không làm cô ấy bị thương chứ? Ngô Bình trầm giọng hỏi. Hoàng Thiên Cầm đáp, chỗ đó tôi còn vào không được thì sao làm cô ta bị thương? Ngô Bình giật mình, chính bà không vào được là sao? Hoàng Thiên Cầm cười lạnh, tôi ném cô ta vào hầm thiên ma. Nơi quỷ quái kia trấn áp 12 thiên ma, không ai dám xông vào. Ngô Bình giận dữ, sao bà lại làm thế? Hoàng Thiên Cầm hừ lạnh, tôi muốn khiến Liễu Tam Tuyệt hối hận. Tôi biết ông ta không chết nên muốn để ông ta nhìn con gái chịu khổ mà không làm gì được. Ngô Bình hỏi, hầm thiên ma ở đâu? Hoàng Thiên Cầm giật mình, cậu muốn đi cứu sao? Ngô Bình thản nhiên, không, tôi ném bà vào.
Hoàng Thiên Cầm hét toáng lên, cậu dám. Bốp. Ngô Bình lại cho bà ta một cái tát, người đàn bà tàn ác này, tôi ném bà vào đó là dễ với bà quá rồi. Dừng tay. Trong sân, một bóng người xuất hiện, đó là một người đàn ông trung niên, ông ta tức tối nhìn Ngô Bình, quát lớn, thả con gái tôi ra. Hoàng Thiên Cầm, bố. Ngô Bình nhìn ông ta, người này đầu nhọn cằm rộng, vẻ ngoài lạ lùng, hơn nữa trên lưng còn có một mai rùa khổng lồ. Anh không khỏi hỏi, gia chủ Hoàng, ông là rùa thành tinh à? Hoàng Thiên Cầm tức giận, đừng có nói bậy, đây là hướng tiến hóa của bố tôi. Ngô Bình tỏ vẻ khinh bỉ, biến thành rùa đen cũng là tiến hóa à? Thế chắc đây là phương hướng không đàng hoàng gì? Mặt người đàn ông trung niên âm trầm, ông ta lạnh giọng, ở đấu hư thần vực, không ai dám nói chuyện với tôi như thế. Bây giờ ông gặp rồi đó, Ngô Bình cười lạnh, anh không hề sợ hãi vị gia chủ nằm trong 10 thế gia này. Người đàn ông trung niên này chính là gia chủ của nhà họ Hoàng, lão ta bất ngờ điểm về phía Ngô Bình, lập tức có một luồng sức mạnh kỳ lạ bao vây anh. Ngay đến đạo tổ cũng không thể chịu được sức mạnh này, nhưng Ngô Bình chỉ thấy hơi khó chịu mà thôi. Hoàng Thiên Cầm thầm thấy kinh ngạc, bà ta biết rõ thực lực của bố mình đáng sợ đến mức nào, nhưng người này đã trúng nhân diệt chỉ của bố bà ta rồi mà vẫn không có phản ứng gì. Người đàn ông trung niên cũng thấy bất ngờ, lão ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi nói, thả con gái ta ra, có gì thì bình tĩnh nói. Ngô Bình nổi giận mắng, con gái ông vô cùng độc ác, bà ta đã ném em gái tôi vào hầm thiên ma, ông nghĩ tôi có thể tha cho bà ta được không? Người đàn ông nhăn mặt nói, chuyện gì cũng có lý do của nó, đứa con gái ấy là con của tên khốn Liễu Tam Tuyệt và một người phụ nữ khác, hắn đã làm chuyện có lỗi với con gái tôi. Ngô Bình, tôi không cần biết, nhưng dám bắt nạt người bên cạnh tôi thì tôi không tha cho đâu. Người đàn ông, chắc các hạ không phải tu sĩ của thần vực đúng không? Ngô Bình cười khẩy, tôi là ai không liên quan đến ông. Bây giờ người đàn ông đã biết nếu chỉ dùng mánh thì không thể cứu được Hoàng Thiên Cầm, lão ta trầm mặc vài giây rồi nói, giờ cậu muốn thế nào thì mới thả con gái tôi ra. Ngô Bình, đơn giản thôi, ông hãy cứu Mỹ Ngọc ra khỏi hầm thiên ma, rồi tôi sẽ tha cho bà ta. Người đàn ông cau mày, đừng nói là tôi, đến đại quân thần vực cũng không dám vào trong đó, cậu đang làm khó người khác đấy. Ngô Bình thờ ơ nói, thế thì chịu rồi. Tôi đành ném bà ta vào trong đó vậy. Người đàn ông nổi giận, cậu mà làm vậy thì Hoàng Diệm tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngô Bình cười mỉa một tiếng, sau đó ném Hoàng Thiên Cầm vào trong động thiên rồi cười nói, vừa hay tôi cũng muốn thử xem thực lực của người kẻ được gọi là con cháu của thần tộc mạnh đến đâu. Thấy Ngô Bình dám khiêu khích mình, Hoàng Diệm cười nói, cậu không biết nhân tộc tu luyện thần đạo sẽ mạnh thế nào đâu. Được thôi. Giờ tôi sẽ giết cậu luôn, vạn giới thần quyền chết đi. Quỳnh, lão ta vừa ra tay thì đã có vô vàn quyền ấn xuất hiện trên không trung, mỗi quyền ấu đều đến từ một duy độ thần bí, sau đó hợp nhất thành một quyền ấn sáng lấp lánh rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình dậm mạnh chân xuống đất một cái, toàn thân đã phình to và hóa thành một người khổng lồ, đôi tay anh kết ấn để huy động sức mạnh của nhân tàng. Một luồng khí tức nguyên thủy tỏa ra từ trong cơ thể anh. Thần hải rung lên, âm thần phát sáng, anh định dùng sức mạnh thuần túy nhất của nhân tộc để nghênh chiến. Vì là người hòa hợp cuối cùng nên thực lực của Ngô Bình đã mạnh hơn trước rất nhiều, anh vung tay đánh một chưởng ra, quyền ấn kia lập tức vỡ nát rồi hóa thành mưa sao băng rơi khắp trời. Sau đó, anh tung tiếp một quyền ra tấn công Hoàng Diệm, lão ta hét lớn rồi ăn trọn một đòn vào lưng. Rắc! Một tiếng động lớn vang lên. Mai rùa sau lưng Hoàng Diệm đã bị đánh vỡ, để lộ ra da thịt nhuốm máu, lão ta la hét trong đau đớn rồi bay ra xa. Sau khi ngã mạnh xuống đất, lão ta nhìn Ngô Bình với dáng vẻ cao lớn như một ma thần rồi lẩm bẩm, nhân tộc mà cũng có thể mạnh đến vậy ư. Lúc này, có một đại trận xuất hiện vây tròn quanh người Hoàng Diệm, Ngô Bình thấy rõ sức mạnh của đại trận này nên lạnh giọng nói kiểu gì tôi cũng quay lại nhà họ Hoàng. Dứt lời. Anh bay vút lên cao rồi biến mất. Ngô Bình vừa bay vừa hỏi thăm đường đến hầm thiên ma. Nơi này nằm ở cuối phía tây của thần vực, anh phải bay mất mấy ngày mới đến nơi. Xung quanh hầm thiên ma là sa mạc và đồi núi hoang vắng,
lối vào là một hang động đen ngòm to lớn nằm dưới một ngọn núi. Ngô Bình thả Hoàng Thiên Cầm ra, bà ta tái mặt rồi khóc lóc cầu xin, xin cậu đừng ném tôi vào đó. Ngô Bình nổi giận, khi bà ném Mỹ Ngọc vào đây, cô ấy cũng đã xin bà, nhưng bà có mủi lòng không? Hoàng Thiên Cầm khóc lóc, tôi sai rồi. Sai rồi, Ngô Bình cười lớn nói, bà bắt Mỹ Ngọc rồi còn giết tôi một lần, tôi chưa tính sổ với bà đâu. Dứt lời, anh vung tay lên, tất cả tu vi trong người Hoàng Thiên Cầm đều bị anh hút ra, sau đó biến thành một tia sáng ngũ sắc và bị anh ném đi. Lúc này, Hoàng Thiên Cầm không còn một chút sức lực, cơ thể nhanh chóng trở nên già nua như một bà lão năm, 60 tuổi, bà ta hét lên, cậu không được làm vậy, bố ơi cứu con, hu hu. Không ai cứu được bà đâu. Ngô Bình không chút mềm lòng mà ném thẳng người phụ nữ độc ác ấy vào trong hầm thiên ma. Dừng tay. Đột nhiên có một bóng người đáp xuống rồi giơ tay ra, một sức hút mạnh mẽ đã cứu Hoàng Thiên Cầm ra ngoài. Người này có dáng vẻ giống một người thanh niên, gương mặt tuấn tú, ăn vận bảnh bao. Người này ôm Hoàng Thiên Cầm vào lòng rồi thở dài nói, Thiên Cầm, bà hà tất phải khổ sở như thế. Ngô Bình nổi giận, ông là ai? Người đàn ông nhìn anh rồi nói, cậu bạn, cậu làm vậy là để cứu Mỹ Ngọc đúng không? Ngô Bình, đúng, người phụ nữ độc ác này đã ném Mỹ Ngọc vào đây, tôi muốn cho bà ta nếm thử hậu quả khi bị ném vào trong này. Người đàn ông, tôi đã cứu Mỹ Ngọc ra rồi, giờ con bé rất an toàn, cậu có thể nể mặt tôi mà tha cho Thiên Cầm được không? Ngô Bình sững người, ông là ai? Sao lại biết Mỹ Ngọc? Người đàn ông, tôi là Liễu Tam Tuyệt, Mỹ Ngọc là con gái của tôi. Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ đây là Liễu Tam Tuyệt. Hoàng Thiên Cầm được Liễu Tam Tuyệt ôm trong lòng, đôi mắt có vẻ vừa yêu vừa hận, bà ta bật khóc nói, ông cứu tôi làm gì? Tôi chết rồi thì sẽ không còn ai làm phiền ông nữa. Liễu Tam Tuyệt thở dài nói, Thiên Cầm, là tôi có lỗi với bà, tại tôi đứng núi này trông núi nọ nên tôi luôn thấy hổ thẹn. Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu bạn, cậu có thể khôi phục tu vi cho Thiên Cầm không? Ngô Bình cười khẩy, không, tôi không giết bà ta đã là nể mặt ông lắm rồi. Liễu Tam Tuyệt nói, được rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ không có xung đột nữa. Liễu Tam Tuyệt đánh vào lưng Hoàng Thiên Cầm, một luồng sức mạnh thần kỳ tiến vào cơ thể bà ta, Hoàng Thiên Cầm nhanh chóng hồi phục tu vi, dung nhan cũng trở lại dáng vẻ lúc trước. Hoàng Thiên Cầm nhảy dựng lên rồi tức tối nói, Liễu Tam Tuyệt, tại sao ông lại cứu tôi? Liễu Tam Tuyệt ôm lấy Hoàng Thiên Cầm rồi dịu dàng nói, tôi quyết định sẽ quay về sống với bà có thể về nhà họ Hoàng chờ tôi được không? Ông ta chỉ nói thế là Hoàng Thiên Cầm đã mềm lòng ngay, sau đó còn hỏi, ông muốn quay lại với tôi ư? Liễu Tam Tuyệt, đúng. Hoàng Thiên Cầm rơi lệ, đồ vô lương tâm này. Giờ mới hồi tâm chuyển ý, ông có lừa tôi không đấy? Liễu Tam Tuyệt vuốt má Hoàng Thiên Cầm, không. Hai người nói thêm vài câu thì Hoàng Thiên Cầm rời đi, Ngô Bình nổi đóa nói, chú Liễu, suýt nữa bà ta đã hại chết con gái chú vẫn có thể tha thứ cho người đã hại chết mẹ đẻ của con gái mình ư. Liễu Tam Tuyệt dần vặt nói, tôi không trách bà ấy, tất cả là tại tôi, chính sự tham lam và kiêu ngạo của tôi đã hại chết mẹ của Mỹ Ngọc. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, chú Liễu, ngày xưa đã có chuyện gì? Liễu Tam Tuyệt thở dài rồi nói, để tôi dẫn cậu đi gặp Mỹ Ngọc đã. Ông ta vung tay lên, dưới chân hai người đã xuất hiện một đám mây, nó đã đưa họ đến một nơi xa. Đây là một thung lũng rộng lớn có trăm hoa đua nở, chim bay bướm lượn, phong cảnh rất đẹp. Có một ngôi nhà nhỏ ở đây, Mỹ Ngọc đang chơi với một con nai trắng ở trước nhà. Thi thoảng còn cười khanh khách. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy Ngô Bình và Liễu Tam Tuyệt, sau đó đã vui mừng chạy đến nói, anh Lý, bố. Thấy Mỹ Ngọc không sao, bấy giờ Ngô Bình mới yên tâm. Mỹ Ngọc bổ nhào vào lòng anh rồi vui vẻ nhảy nhót nói, anh Lý, em biết ngay anh sẽ đến tìm em mà. Thế mà lúc trước bố em cứ không chịu tin. Ngô Bình vô cùng áy náy nói, xin lỗi Mỹ Ngọc, là anh bất tài nên mới để người khác bắt nạt em. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.